lớn nên được cõi nước thanh tịnh như vậy. Nếu nghe tên Đức Phật ở cõi nước thanh tịnh, thầy chắc chắn được làm Phật. Hỏi, các Đức Phật khác siêng năng khổ nhọc thuyết pháp, chúng sinh còn không đắc đạo, còn đây vì sao chỉ nghe danh hiệu Phật bèn đắc đạo? Đáp, các nơi khác Đức Phật thuyết pháp, chúng sinh hoặc được căn lành chọn không thuyết về tính không. Nếu nghe danh hiệu Phật ấy chắc chắn đến địa vị bất thoái chuyển, chứ không nói được thành Phật ngay. Hỏi, đối với thầy Đức Phật, nếu người có tâm tốt nghe danh hiệu đều sẽ đi đến Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói, người có phước đức hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ là Phật, cớ gì trong đây riêng nói Phật ở cõi nước thanh tịnh? Đáp, người nghe danh hiệu các đức Phật khác cho rằng Phật thọ sinh giống như người không khác, chỉ có được đạo nhất thiết trí là khác. Vì tâm không kính trọng nên tùy gieo trồng căn lành cũng không thể sâu bền. Trong đây là nói về thân do pháp tính sinh, thân Phật vô lượng vô biên, ánh sáng và âm thanh thuyết pháp biến khắp mười phương các cõi nước. Chúng sinh trong cõi nước ấy đều là những người gần đến Phật đạo, đối với chúng ở trong vô lượng vô số do tuần thuyết pháp hơn. Vô lượng vô số ánh sáng như mặt trời mặt trăng, tương tự trong thân phát ra, nếu Phật cho chúng sanh thấy, thời được thấy, nếu không cho thấy, thời không thấy. Bên trên thần Phật, mỗi lỗ trần lồng thường phóng ra vô lượng, vô biên vô số Phật, mỗi mỗi Đức Phật không khác nhau, nơi mỗi vị hóa Phật ấy lại chuyển chuyển phóng ra tùy theo chúng sinh đáng được độ, mà cho thấy Phật có hơn có kém, còn căn gốc của vị Phật thật, thời không có phân biệt hơn kém. Như thấy hoặc nghe danh hiệu hoặc nghe công đức như vậy mà có lòng tin và kính trọng sâu xa, kính trọng nên gieo trồng căn lành, thầy làm sao không chắc chắn được thành Phật. Lại nữa, khi Phật thuyết pháp không có người nghi, cho đến không có một người nói rằng pháp ấy chẳng phải miệng Phật nói ra mà đều là pháp do Phật nói. Hỏi, nếu như vậy thầy vì sao người theo Phật Thích Ca nghe pháp sinh nghi nhiều? Đáp, trong kinh đây Phật tự nói nhân duyên, có người phước mỏng không gieo trồng căn lành, không gặp được thiện tri thức nên sinh nghi, chấp đắm ngã kiến, biến kiến, tà kiến, các phiền não che lấp tâm, thời chẳng bằng Phật nói là Phật, Phật nói là chẳng phải Phật, không gieo trồng căn lành sâu bền, không thuận theo thiện hữu tri thức, ba động tà kiến một lần khởi lên, không có chỗ nương tựa, tự ý buông lung, thời hoặc thấy việc tà kiến thuận với ý mình, bèn cho đó là cái thấy của nhất thiết trí. Chư Phật nói rốt ráo không, không thuận với ý mình, thời bèn cho đó là chẳng phải Phật. Chẳng phải Pháp nói là Pháp, Pháp nói là chẳng phải Pháp. Người như vậy ở nơi chỗ Phật sinh nghi nhiều, vì sinh nghi nhiều nên tâm hối hận. Trong cõi nước thanh tịnh của Phật, không có hạng tội nhân ấy nên không sinh nghi. Phật nói hạng người có tội như vậy vì phá thật tướng các Pháp nên chết đọa vào đường ác địa ngục. Các Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy người tội qua lại trong sinh tử, thầy dùng sức thần thông của Phật mà kéo chúng sinh ra khỏi, đặt vào trong nhóm chánh định, không còn bị đọa vào trong ba đường ác, ấy gọi là nghiêm tịnh cõi Phật. Trong cõi Phật ấy không có các lỗi như vậy, đầy đủ hết thầy. Đối với thế gian xuất thế gian, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, không có chướng ngại, đó là cõi nước bảy báu. Thân chúng sinh đẹp đẽ, tướng tốt trang nghiêm, có vô lượng ánh sáng, thường nghe âm thanh giáo pháp, thường không xa lìa sáu ba la mật, cho đến 18 pháp không chung, chúng sinh trong ấy đều chắc chắn đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hỏi, ở trên nói nghe danh hiệu Phật chắc chắn đạt đến quả Phật, nơi đây nói đối với các pháp không có chướng ngại, thầy chắc chắn được thành Phật, có gì sai khác? Đáp, chúng sinh ở đây thường thấy Phật, thường nghe pháp, gieo trồng các lành sâu bền, chứa nhóm Phật pháp nhiều nên mau được làm Phật. Nghe danh hiệu là tuy chắc chắn mà công đức ít không bằng, như vậy gọi là tướng cõi nước thanh tịnh của Phật. Như ở trong mười địa nói trang nghiêm cây Bồ Đề, giải thích phẩm chắc chắn thứ 83, kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm chánh định thứ 81. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ấy chắc chắn hay là không chắc chắn? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy chắc chắn chẳng phải không chắc chắn. Bạch Đức Thế Tôn chỗ nào chắc chắn? Ở trong đạo Thanh Văn, ở trong đạo Bích Chi Phật hay ở trong Phật đạo? Phật dạy Bồ Tát ấy chẳng phải ở trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật chắc chắn, mà ở trong Phật đạo chắc chắn. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, đó là Bồ Tát mới phát tâm chắc chắn ư, hay là Bồ Tát thân sau cùng chắc chắn? Phật dạy Bồ Tát mới phát tâm cũng chắc chắn, Bồ Tát không thoái chuyển cũng chắc chắn, Bồ Tát thân sau cùng cũng chắc chắn. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chắc chắn sinh trong ác đạo chăng?
Phật dạy không? Này Tu Bồ Đà, ý ông nghĩ sao? Hoặc hàng Bát Nhân, hoặc hàng Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, Bích Chi Phật, sinh trong ác đạo chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, Phật dạy như vậy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm, lại đây bố thí chỉ giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, dứt tất cả nghiệp bất thiện, mà hoặc bị đọa vào ác đạo, hoặc sinh cõi trời sống lâu, hoặc không được ở chỗ tu thiện pháp, hoặc sinh nơi biên địa, hoặc sinh vào nhà tà kiến ác. Nhà tà kiến không làm, là các nơi không có danh từ Phật, danh từ Pháp và danh từ Tăng, là không có lẽ ấy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát mới phát tâm đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà lại đem tâm sâu xa, hành mười đạo bất thiện, là không có lẽ ấy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát thành tựu các công đức căn lành như vậy, như Phật tự nói, nếu đời trước thọ quả báo bất thiện, thời khi ấy thiện căn ở chỗ nào? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích chúng sinh, nên tùy chỗ thọ thân, đem thân ấy làm lợi ích chúng sinh. Khi Bồ Tát làm xúc sinh, có sức phương tiện lớn, nếu giả quán muốn đến giết hại, vì tâm nhẫn nhục không gì cao hơn, tâm từ bi không có gì cao hơn, nên Bồ Tát xả thân mà không não hại giả quán. Còn hàng Thanh Văn Bích Chi Phật không có sức như vậy, vì thế nên biết Bồ Tát muốn đầy đủ tâm từ bi lớn, vì thương xót mà làm lợi ích chúng sinh, nên thọ nhân xúc sinh. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát, chú ở trong căn lành nào mà thọ các thân như vậy? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, trong khoảng thời gian ấy không có căn lành nào không đầy đủ, đầy đủ rồi sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên Bồ Tát khi mới phát tâm, hãy nên học hết thảy căn lành, học căn lành rồi sẽ được trí nhất thiết chủng, sẽ dứt hết thảy phiền não và tập khí. Bạch Đức Thế Tôn, tại sao Bồ Tát thành tựu pháp vô lậu trắng sạch như vậy mà lại sinh trong các đường ác xúc sinh? Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật thành tựu pháp vô lậu trắng sạch chăng? Nếu Phật tự biến làm thân xúc sinh để làm Phật sự độ chúng sinh, thời đó thật là xúc sinh chăng? Tu Bồ Đề thưa, thưa không, Bạch Thế Tôn. Phật dạy, Bồ Tát cũng như vậy, thành tựu pháp vô lậu trắng sạch, vì độ chúng sinh nên thọ thân xúc sinh, cũng dùng thân ấy giáo hóa chúng sinh. Phật bảo Tu Bồ Đề, như A-la-hán, thần làm biến hóa có thể khiến chúng sinh hoan hỷ chăng? Tu Bồ Đề thưa, có thể. Phật dạy, như vậy, như vậy. Bồ Tát dùng pháp vô lậu trắng sạch ấy tùy theo chúng sinh đáng được độ mà thọ thân, dùng thân ấy làm lợi ích chúng sinh, cũng không chịu sự thống khổ. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vị thầy huyễn thuật, huyễn làm các hình dạng, khoảng voi ngựa, trâu dê, nam nữ, để chỉ cho mọi người thấy mà voi ngựa, trâu dê, nam nữ ấy có thật chăng? Tu Bồ Đề thưa, không thật, Bạch Thế Tôn. Phật dạy như vậy, Bồ Tát thành tựu pháp vô lậu trắng sạch, hiện ra mỗi thân để chỉ bày cho chúng sinh, dùng thân ấy làm lợi ích tất cả, cũng không chịu các thống khổ. Tu Bồ Đề bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát có sức phương tượng đến lớn, được trí tuệ vô lậu, bậc thánh, tùy theo thân chúng sinh đáng được độ mà hiện mỗi thân hình để độ chúng sinh. Luận, hỏi, trong phẩm tướng thoái chuyển ở trên nói, tướng như vậy là tướng mạo chẳng thoái chuyển, tướng như vậy là tướng mạo chẳng phải chẳng thoái chuyển. Chẳng thoái chuyển tức là chắc chắn, nay cớ sao Tu Bồ Đề lại hỏi? Đáp, Bát Nhã Ba La Mật có nhiều môn, có nhiều đạo, chẳng thoái chuyển là nói về môn một tướng, nay hỏi chắc chắn là hỏi về môn hai tướng. Lại nữa, ở trong tâm Phật, hết thảy chúng sinh và hết thảy pháp đều chắc chắn, vì trí người không sánh kịp nên nói là không chắc chắn. Phật tuy biết vô lượng vô số kiếp chứa nhóm công đức lớn, chắc chắn thoái chuyển làm hàng tiểu thừa, cũng biết côn trùng vi tế, tuy chưa có tâm từ nhưng trải qua bấy nhiêu kiếp phát tâm, sau sẽ được làm Phật. Chắc chắn biết hết thảy pháp đều như vậy, từ nhân ấy không được, từ nhân ấy được quả ấy. Vì thế nên nói Phật, đối với hết thảy pháp không còn chướng ngại, vì Phật biết chắc chắn. Lại nữa, vì Tu Bồ Đề nghe trong kinh Pháp Hoa nói ở chỗ Phật làm chút ít công đức, hoặc dẫn cười mà xưng một tiếng Nam Mô Phật, dần dần chắc chắn sẽ làm Phật. Lại vì nghe trong phẩm chẳng thoái chuyển nói, có thoái chuyển và không thoái chuyển. Lại vì nghe nói hàng thanh văn đều sẽ làm Phật. Nếu như vậy, thời không nên có thoái chuyển. Như trong kinh Pháp Hoa nói chắc chắn, còn các kinh khác nói không chắc chắn, hoặc có thoái chuyển hoặc không có thoái chuyển. Thế nên nay hỏi là chắc chắn hay không chắc chắn? Như vậy, do các nhân duyên ấy, nên hỏi chắc chắn hay không chắc chắn, Phật dạy, Bồ Tát là chắc chắn. Tâm Tu Bồ Đề vì cầu vào Niết Bàn là chắc chắn, thế nên hỏi ở trong đạo nào chắc chắn, Phật dạy,
Chẳng phải chắc chắn trong nhị thừa, chỉ chắc chắn trong đại thừa. Vì người cầu Phật đạo có cao, vừa, thấp. Thế nên hỏi hoặc Bồ Tát mới phát tâm chắc chắn hay Bồ Tát không thoái chuyển chắc chắn, hay Bồ Tát thân sau cùng chắc chắn. Ý của tu Bồ Đề là từ địa vị chẳng thoái chuyển trở lên chắc chắn an lập trong Phật đạo chăng? Phật đáp, ba hạng Bồ Tát nói trên đều chắc chắn. Chắc chắn là chắc chắn sẽ làm Phật. Hỏi, Phật dùng mắt Phật thấy Bồ Tát trong mười phương, người cầu Phật đạo nhiều như các sông Hằng, người chẳng thoái chuyển hoặc một hoặc hai, nay cớ gì nói ba hạng Bồ Tát trên đều chắc chắn thành Phật? Đáp, trước tôi đã nói, Bát Nhã sâu xa có vô lượng môn, có nơi nói Bồ Tát thoái chuyển mà không chắc chắn, có nơi nói Bồ Tát chắc chắn không thoái chuyển. Như trong phẩm chẳng thoái chuyển, Tu Bồ Đề hỏi Phật, Bồ Tát thoái chuyển là thoái chuyển ở trong pháp nào? Là từ sắc thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung, vì rốt ráo không, nên các pháp đều không thoái chuyển. Trong đây Phật lại nói không thoái chuyển. Hỏi hai nghĩa ấy nghĩa nào thật? Đáp, hai việc đều thật, từ miệng Phật nói ra đều là thật. Như Phật nói, hoặc nói các pháp không, không có sở hữu, hoặc nói bố thí chỉ giới là hữu vi. Đối với người mới phát tâm, thầy nói các pháp hữu vi. Với người học đạo lâu, vừa đắm thiện pháp, thầy nói các pháp không, không có sở hữu. Còn người giải đã đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm không bền chắc. Những người như vậy nên theo thanh văn, đạo, được độ mà không cầu thanh văn, phải ở trong sinh tử lâu chịu khổ. Thế nên nói người phát tâm nhiều như các sông Hằng, mà người được chẳng thoái chuyển, thời hoặc một hoặc hai, chúng sinh nghe việc ấy rồi, có thể kham chịu mọi khổ, chắc chắn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu không thể kham chịu, thời thủ chứng đạo thanh văn bích chi Phật. Có người có thể được làm Phật mà vì tâm đại bi mỏng, tự ưa thân mình nặng, người ấy nghe việc làm Phật khó được, thời Phật nhiều thoái chuyển, nghĩ rằng ta không thể được làm Phật, chẳng bằng sớm thủ chứng niết bàn, cần gì phải đời đời siêng khổ. Phật vì hạng người ấy nên nói hết thảy Bồ Tát, cho đến Bồ Tát mới phát tâm đều chắc chắn sẽ làm Phật, như trong kinh Pháp Hoa nói. Hỏi, nếu hết thảy Bồ Tát đều chắc chắn, cớ gì Phật mỗi mỗi của trách hàng nhị thừa mà không cho Bồ Tát thủ chứng nhị thừa? Đáp, người cầu Phật đạo nên biết khắp pháp tính, song người ấy vì sợ già bệnh chết nên ở trong pháp tính thủ chứng Phật ít bèn ngưng nghỉ, bỏ Phật đạo, không độ chúng sinh, bị chư Phật Bồ Tát của trách rằng, ông muốn bỏ đi hội hợp không được xa lìa. Khi được chứng A-la-hán, thời không còn cầu tam muội sâu xa của Bồ Tát, lại không rộng độ chúng sinh, thời bị quanh co, đối với Phật đạo thời trở ngại. Hỏi, A-la-hán do nhân duyên đời trước được thọ thân, chắc chắn phải diệt, vậy ở chỗ nào mà đầy đủ Phật đạo? Đáp, khi được thành A-la-hán, nhân duyên các lậu hoặc ba cõi dứt hết, không còn trở lại sinh trong ba cõi, có cõi nước thanh tịnh của Phật ra ngoài ba cõi, không có danh từ phiền não ở chỗ Phật nơi cõi nước ấy, nghe kinh Pháp Hoa thời đầy đủ Phật đạo. Như kinh Pháp Hoa nói, có A-la-hán hoặc không nghe kinh Pháp Hoa mà tự mình được diệt độ, tôi ở nước khác vì họ nói việc ấy rằng, ông đều sẽ làm Phật. Hỏi, nếu A-la-hán đi đến cõi nước thanh tịnh của Phật thọ thân pháp tính, như vậy nên chóng được làm Phật, cớ sao nói quanh co trở ngại? Đáp, người ấy vì nhân duyên tham đắm tiểu thừa mà bỏ chúng sinh, bỏ Phật đạo, lại dối nói được đạo. Vì nhân duyên ấy nên tuy không thọ khổ não sinh tử mà vẫn ở địa vị Bồ Tát độn căn, không thể chóng thành Phật đạo, không như vị Bồ Tát tu hành đi thẳng. Lại nữa, Phật Pháp là điều thứ nhất trong năm điều không thể nghĩ bàn. Này nói vị A-la-hán lậu hoặc sạch hết, trở lại làm Phật, điều đó chỉ có Phật biết được. Người luận nghị chính có thể luận việc ấy mà không thể lường biết, thế nên không nên hí luận. Nếu khi cầu được làm Phật, thời mới có thể hiểu rõ, còn những người khác có thể tin mà chưa thể biết. Chắc chắn Bồ Tát đọa trong ba đường ác, chăng là Tu Bồ Đề khi nghe Phật nói vô lượng nhân duyên đời trước. Hoặc thọ thân voi nai rùa bổ câu, công oanh vũ chịu các khổ, thế nên hỏi Phật. Nếu Bồ Tát chịu làm thân xúc sinh như vậy, thầy vì sao? Nói hết thảy Bồ Tát chắc chắn, tức là chẳng thoái chuyển là không đạo trong ba đường ác. Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao các bậc thánh trong hàng bát nhân đọa vào ba đường ác chăng? Tu Bồ Đề suy nghĩ, các thánh nhân ấy đã vào thánh đạo nên không có nhân duyên đọa vào ba đường ác. Suy nghĩ rồi đáp rằng, thưa không. Phật dạy Bồ Tát cũng như vậy, nhân duyên đọa vào ba đường ác đã hết, thời làm sao Bồ Tát đọa vào ba đường ác? Nhân duyên đọa vào ba đường ác là các pháp bất thiện,
Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây tu tập các pháp thiện bố thí trì giới, dứt 10 pháp bất thiện là giết hại, trộm cắp, thời nếu người ấy còn đọa vào 3 đường ác là không có lẽ ấy. Vì sao? Vì đã dứt hết pháp ác, tăng ích pháp lành. Pháp bất thiện có nặng, vừa và nhẹ. Nặng thời đọa địa ngục, vừa thời đọa súc sinh, nhẹ thời đọa ngạ quỷ. Ba độc bất thiện ấy Bồ Tát đã dứt hết, tầm thường xót sầu xa nghĩ đến chúng sinh, thế nên không đọa. Hỏi: nếu như thế thầy có thể không sinh trong 3 đường ác, vậy là phước đức của Bồ Tát ấy nhiều, cớ sao không sinh trong cõi trời sống lâu? Đáp: Bồ Tát vì thương xót chúng sinh mà hành 6 ba la mật, tuy có thể vào thiền định hòa hợp với tâm từ bi tu hành, song không đắm thiền vị, nên khi mạng sắp hết nghĩ đến cõi dục nên thoái mất thiền đạo. Vì trong cõi trời sống lâu không có khổ não đắm sâu thiền vị, thầy khó có thể được độ nên không sinh vào trong ấy. Sinh ở biên địa, thời bị chướng ngại, không thể tu phát thiện nên không sinh đến đó. Vì sao? Vì Bồ Tát đã nhổ sạch cội gốc tâm lẫn tiếc giáo pháp, vì lẫn tiếc giáo pháp nên mới sinh ở biên địa là chỗ không biết pháp. Lại nữa, Bồ Tát thường ưa trung đạo để bỏ hai bên nên không sinh trốn biên địa. Trốn biên địa không có danh tử tam bảo, không biết đến bảy chúng, chỉ quý việc hiện tại, không quý phước đức đạo pháp, thế nên gọi là trốn biên địa, chứ không chỉ... không riêng chỉ sinh trốn biên địa, thời gọi là trốn biên địa. Nếu biết tam bảo, biết nhân duyên tội phước tương tục, biết thật tướng các pháp, thời người ấy dù sinh bên ngoài cõi Diêm Phủ Đà, cũng không gọi là trốn biên địa, huống gì sinh giữa cõi Diêm Phủ Đà. Do Bồ Tát thường ưa thích vì chúng sinh thuyết pháp, cũng rất ưa thích thiện pháp, cho nên gặp được chúng sinh hiền lành, vừa ý cùng sinh một nơi gọi là trung tâm của cõi nước. Ở trung tâm cõi nước lại không sinh vào nhà tà kiến. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đời đời thường tự mình hành chánh kiến, cũng dạy người hành chánh kiến, tán thán pháp chánh kiến, hoan hỷ tán thán người hành chánh kiến, thế nên không sinh vào nhà ác tà kiến. Hỏi: Bồ Tát ấy có sức phước đức và trí tuệ lớn, thời nên sinh vào chốn biên địa, nhà tà kiến để giáo người khác, cớ sao lại sợ mà không sinh? Đáp: Bồ Tát có hai hạng, một Bồ Tát đã thành tựu đại nguyện, hai Bồ Tát mới có nhân duyên phát tâm. Bồ Tát đã thành tựu đại nguyện có sức lớn nên tùy theo nơi chúng sinh có thể độ mà thọ thân, không tránh chốn biên địa nhà tà kiến. Còn Bồ Tát mới phát tâm, nếu sinh vào các nơi ấy thời đã không thể độ người, lại còn tự hủy hoại mình, thế nên không sinh. Thí như vàng thật ở trong bùn chọn không bị hủy hoại, mà đồng thiếc thời bị hủy hoại. Tà kiến là tà kiến không làm. Tuy 62 thứ đều là tà kiến nhưng tà kiến không làm là nặng nhất. Vì sao? Vì không làm là nói rằng không nên làm công đức hay cầu niết bàn, như nói trời làm hoặc nói thế giới có đầu. Tuy là tà kiến mà không chướng ngại là việc phước đức, còn tà kiến không làm rất ác nên không sinh nơi đó. Lại nữa, Bồ Tát mới phát tâm mà có tâm nhiễm ác, hành đạo bất thiện, thời không có lẽ ấy. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy nhất tâm hồi hướng, quý trọng vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chứ không quý trọng pháp thế gian. Bồ Tát ấy do chưa lìa dục, nên tùy khởi lên các phiền não mà chọn không có tâm ô nhiễm làm việc ác. Tuy có dùng roi gậy gây khổ mà chọn không cướp mạng sống, không lấy của người khác làm họ mất mạng. Bồ Tát ấy dứt hết thảy pháp bất thiện, tu tập hết thảy pháp thiện nên không sinh vào chỗ có 8 nạn, thường sinh vào chỗ có 8 điều tốt. Tu Bồ Đề hỏi: nếu Bồ Tát thành tựu các căn lành như vậy, cớ gì nhân duyên đời trước lại làm thân nai ngựa? Phật đáp: Bồ Tát thật có thành tựu thiện căn phước đức, song vì lợi lạc chúng sinh nên thọ thân súc sinh, cũng không có tội súc sinh. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát ở trong súc sinh mà biết thương xót giặc oán là điều mà A-la-hán Bích Chi Phật không có được. A-la-hán Bích Chi Phật khi giặc oán đến hạ, tuy không đáp trả nhưng không thể thương xót nhớ nghĩ cúng dường cung cấp. Như tiền thân Bồ Tát làm voi trắng 6 ngà, có một người thợ săn dùng tên độc bắn vào ngực. Bấy giờ voi trắng tiền thân Bồ Tát lấy vòi bao che cho thợ săn, không để các voi khác làm hại, nói với voi cái rằng: em là vợ của Bồ Tát, cớ gì sinh ác tâm, đó là tội phiền não ấy. Thí như người bị quỷ ám, vị thầy chú thuật đến chỉ trị quỷ mà không giận người, thế nên chớ tìm tội người ấy. Rồi từ từ hỏi thợ săn: vì sao ông bắn ta? Thợ săn đáp: ta cần cặp ngà của ngươi. Vòi liền đến hốc đá bẻ ngà trao cho, máu thì tuôn ra mà không cho là thống khổ, lại còn cung cấp lương thực chỉ đường cho đi. Những việc từ bi như vậy hàng thanh văn Bích Chi Phật không thể có được. Có tâm tốt như vậy thời làm sao thọ thân súc sinh được, nên biết đây là biến hóa để độ chúng sinh.
Hỏi, vì cớ gì không làm thân người vì họ thuyết pháp mà lại làm thân thú? Đáp, có khi chúng sinh thấy thân người thuyết pháp thời không tin chịu, thấy thần xúc sinh thuyết pháp thời tin vui, nhận lãnh lời giáo hóa. Lại, Bồ Tát muốn đầy đủ lòng từ bi lớn nên muốn thi hành việc ấy. Chúng sinh trông thấy vừa sợ vừa mừng mà đều được vào đạo. Hết cuốn 93 theo bản Hán. Cuốn 94 Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát trú ở Pháp Trắng Sạch. Gì có thể làm các phương tiện như vậy mà không bị ô nhiễm? Phật dạy, Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm các phương tiện như vậy. Hiện thân trong 10 phương cõi nước nhiều như các sông Hằng làm lợi ích chúng sinh, cũng không tham đắm thân ấy. Vì sao? Vì người tham đắm Pháp tham đắm và chỗ tham đắm đều không thể có được. Vì tự tính không, không tham đắm tính không. Trong tính không, không có người tham đắm, cũng không có chỗ tham đắm. Vì sao? Vì trong không, tướng không không thể có được, ấy gọi là bất khả đắc không. Bồ Tát trú trong ấy có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát chỉ trú trong Bát Nhã Ba La Mật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà không trú trong các pháp ư? Này Tu Bồ Đề, và chẳng có pháp không vào trong Bát Nhã. Tu Bồ Đề thưa, nếu Bát Nhã tự tính không, thời vì sao hết thảy pháp đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Trong không không có pháp, hoặc vào hoặc không vào. Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp tướng không chăng? Này Tu Bồ Đề, nếu hết thảy pháp tướng không, cớ sao nói hết thảy pháp không vào trong không? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật? Chú trong hết thảy pháp không mà có thể khởi lên thần thông Bát Nhã Ba La Mật. Chú trong thần thông Ba La Mật rồi, đi đến 10 phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng, cúng dường chư Phật hiện tại, nghe Phật thuyết pháp, ở chỗ Phật gieo trồng căn lành. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, quán 10 phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng ấy đều tính không. Trong các cõi nước ấy chư Phật cũng tính không, chỉ có tên giả, nên tên giả về chư Phật hiện thân cũng tính không. Nếu 10 phương các cõi nước và chư Phật tính chẳng không, thời tính không ấy có thiên lệch. Vì tính không không thiên lệch nên hết thảy pháp tướng không. Vì thế hết thảy pháp tướng không. Thế nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện phát sinh thần thông Ba La Mật, trú trong thần thông Ba La Mật ấy khởi lên thiền nhãn thiền nhĩ như ý túc, trí biết tâm người khác, trí biết đời trước, trí biết sinh tử của chúng sinh. Nếu Bồ Tát xa lìa thần thông Ba La Mật, thời không thể làm lợi ích chúng sinh, cũng không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thần thông Ba La Mật vì đạo làm lợi ích của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì dùng thiên nhãn thời tự mình thấy được các pháp lành, cũng dạy người được các pháp lành. Đối với các pháp lành cũng không nhiễm trước, vì các pháp lành tự tính không không nhiễm trước gì. Nếu nhiễm trước thời đắm vị, trong không có vị. Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật có thể phát sinh thiên nhãn như vậy, dùng thiên nhãn ấy quán hết thảy pháp không, thấy pháp không ấy không thủ tướng, không tạo nghiệp, cũng vì người khác nói pháp ấy, cũng không thấy có tướng chúng sinh, không thấy có danh tử chúng sinh. Như vậy Bồ Tát dùng pháp không có sở đắc nên khởi lên thần thông Ba La Mật, dùng thần thông Ba La Mật ấy, việc đáng làm nên làm. Bồ Tát dùng thiên nhãn sáng suốt hơn mắt người, thấy 10 phương các cõi nước, rồi thấy bay đến 10 phương làm lợi ích chúng sinh, hoặc lấy việc bố thí, hoặc lấy việc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, hoặc lấy trí tuệ, hoặc lấy 37 pháp trợ đạo, hoặc lấy các thần thông giải thoát tam muội, pháp thanh văn, pháp bích chi Phật, hoặc pháp Phật làm lợi ích chúng sinh. Vị hạng người gian tham mà nói như vậy, này các chúng sinh, các ngươi nên bố thí, nghèo cùng là khổ não. Người nghèo cùng còn không làm lợi ích mình được, huống nữa làm lợi ích người khác. Vì thế nên các ngươi nên siêng bố thí, để tự mình được vui, cũng làm cho người khác được vui. Chớ vì nghèo cùng mà ăn nuốt lẫn nhau, không lìa khỏi ba đường ác. Vì hạng người phá giới thuyết pháp rằng, này các chúng sinh, việc phá giới rất khổ não. Người phá giới còn không làm lợi ích mình được, huống nữa làm lợi ích người khác. Việc phá giới thọ quả báo khổ, hoặc ở địa ngục, hoặc ở ngạ quỷ, hoặc ở súc sinh. Các ông đọa trong ba đường ác, tự mình còn không cứu được, làm sao cứu người khác. Thế nên các ông không nên theo tầm phá giới, để đến khi chết hối hận. Nếu gặp người sân giận tranh đấu lẫn nhau, nói pháp như vậy. Này các chúng sinh, chớ sân giận tranh đấu lẫn nhau, người sân giận loạn tâm, không thuận theo pháp lành. Các người đem tâm rối loạn sân giận lẫn nhau,
thời hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc đọa vào súc sinh. Thế nên các ngươi không nên sinh một niệm sân giận, huống nữa là nhiều. Vì hạng chúng sinh giải đãi thuyết pháp khiến được tinh tấn, vì hạng chúng sinh tán loạn khiến được thiền định, vì hạng chúng sinh ngu si khiến được trí tuệ cũng như vậy. Đối với người hành dâm dục khiến quán bất tịnh, đối với người sân giận khiến quán lòng từ, đối với người ngu si khiến quán 12 nhân duyên, đối với chúng sinh hành phi đạo khiến vào chánh đạo là đạo thanh văn, đạo bích chi Phật và Phật đạo. Vì các chúng sinh ấy thuyết pháp như vậy. Điều các ông chấp trước pháp ấy tính không, trong pháp tính không thể chấp trước được, tướng không, chấp trước cũng là tướng không. Như vậy, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, trú trong thần thông ba la mật, đảm lợi ích chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nếu xa lìa thần thông, thời không thể theo ý chúng sinh thuyết pháp lành cho họ. Vì thế, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, nên khởi lên thần thông. Thế như chim không có cánh, thời không thể bay cao. Bồ Tát không có thần thông, thời không thể tùy ý giáo hóa chúng sinh. Do vậy, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, nên khởi lên các thần thông. Khởi lên các thần thông rồi, nếu muốn làm lợi ích chúng sinh, thời tùy ý lợi ích được. Bồ Tát dùng thiền nhãn thấy mười phương các cõi nước yếu như các sông Hằng và chúng sinh trong các cõi nước ấy. Thế rồi dùng thần thông qua đến chỗ đó, biết tâm của chúng sinh theo điều thích ứng với họ mà nói pháp, hoặc nói về bố thí, nói về trì giới, nói về thiền định, cho đến nói về niết bàn. Bồ Tát dùng thiền nhĩ nghe hai thứ âm thanh, hoặc của người, hoặc của chẳng phải người, nghe mười phương chư Phật thuyết pháp và đều có thể nắm giữ, đúng như pháp đã được nghe mà vì chúng sinh nói pháp, hoặc nói về bố thí, cho đến hoặc nói về niết bàn. Bồ Tát được trí thanh tịnh biết tâm người khác, dùng trí biết tâm người khác mà biết tâm của chúng sinh, theo điều thích ứng của họ mà nói pháp, hoặc nói về bố thí cho đến hoặc nói về niết bàn. Bồ Tát được trí biết mạng sống đời trước, nhớ biết nơi nguồn gốc sinh ra, cũng tự nhớ biết đời trước của mình và nhớ biết đời trước của người khác, dùng trí nhớ biết mạng sống đời trước ấy, nhớ quá khứ ở chỗ nào, nơi nào, biết danh tự của chư Phật và chúng đệ tử, gặp chúng sinh tin ưa việc của mạng sống đời trước, thời hiện việc đời trước mà nói pháp, hoặc nói về bố thí cho đến hoặc nói về niết bàn. Dùng sức thần thông như ý đi đến vô lượng cõi nước của chư Phật, cúng dường chư Phật, theo chư Phật gieo trồng các lành rồi trở lại cõi nước của mình. Bồ Tát chứng được trí sạch hết các lậu, dùng trí sạch hết các lậu ấy, vì chúng sinh nói pháp hoặc nói về bố thí cho đến hoặc nói về niết bàn. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật nên khởi lên thần thông như vậy. Bồ Tát dùng việc tu thần thông ấy mà tùy ý thọ thân, khổ vui không nhiễm đắm. Thí như người của Phật biến hóa, hóa làm ra mọi việc, khổ vui không nhiễm đắm. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật nên dùng thần thông như ý như vậy, có thể làm nghiêm tịnh cõi Phật và thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Lại nữa, Tu Bồ Đề, nếu hữu Bồ Tát không nghiêm tịnh cõi Phật, không thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, thầy không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì nhân duyên không đầy đủ, không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào đầy đủ nhân duyên rồi được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp lành là nhân duyên của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, những pháp lành nào mà do pháp lành ấy nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây, thí ba la mật là nhân duyên của pháp lành. Nơi đó không có phân biệt người thí, người nhận thí vì tính không. Do thí ba la mật ấy có thể tự mình làm lợi ích, cũng có thể làm lợi ích cho chúng sinh, từ trong sinh tử kéo ra khiến được niết bàn. Các pháp lành ấy đều là nhân duyên của vô thượng chánh đẳng chánh giác của Đại Bồ Tát. Nhờ hành đạo ấy mà các Bồ Tát quá khứ, vị lai hiện tại được thoát qua khỏi sinh tử, đã qua khỏi, nay qua khỏi và sẽ qua khỏi. Do giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, 18 không, 8 bội xả, định chính thứ lớp, các môn đà la ni, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí không ngại, 18 pháp không chung, các công đức như vậy đều là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy gọi là pháp lành. Bồ Tát đầy đủ pháp lành ấy rồi sẽ được trí nhất thiết chủng, được rồi sẽ chuyển pháp luân rồi sẽ độ chúng sinh. Luận, bấy giờ Tu Bồ Đề hỏi, chú vào căn lành nào nên có thể thọ thân này? Phật đáp, Bồ Tát đầy đủ hết thảy pháp lành cho đến Tu Bồ Đề nghe rồi, rất hoan hỷ bạch Phật.
Bồ Tát thành tựu sự phương tiện lớn, trú vào thánh pháp vô lậu nào có thể thọ thân này mà không nhiễm trước. Theo thân ấy, thí như vị thầy viễn thuật, cũng như việc biến hóa, trú ở pháp trắng sạch nào mà có thể làm các phương tiện như vậy. Phật đáp, Bồ Tát do sức bát nhã ba la mật nên có thể thành tựu phương tiện như vậy, hiện mỗi mỗi thân làm lợi ích cho chúng sinh trong mười phương các cõi nước và cũng không tham đắm thân ấy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát có ba pháp không thể có được, một là thần Bồ Tát, hai là nai ngựa được làm ra, ba là pháp được dùng. Vì sao? Vì pháp ấy đều tính không cũng không tham trước tính không, trong tính không cũng không có người tham trước. Vì pháp không có nên chúng sinh không có, chúng sinh không có nên pháp cũng không có. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, trong tính không thể có được. Vì không thể có được, thời Bồ Tát làm sao tham trước trí tuệ ấy, ấy gọi là không, không có sở đắc. Bồ Tát trú trong bát nhã ba la mật có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì không chướng ngại nên dễ được. Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát trú trong sáu ba la mật cho đến 18 pháp không chung, này cớ sao chỉ nói chú trong bát nhã ba la mật không có sở đắc, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, pháp gì không vào trong ba la mật, tất cả đều vào trong bát nhã ba la mật. Nếu chú trong bát nhã ba la mật, tức là chú trong hết thảy pháp. Lại hỏi, nếu bát nhã ba la mật tính không, làm sao hết thảy pháp đều vào trong đó? Trong đây Tu Bồ Đề tự nói nhân duyên, trong hết thảy pháp tính không, không có pháp ra, không có pháp vào. Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy pháp tướng không chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, nếu hết thảy pháp tướng không, vậy hết thảy pháp đều vào trong không, cớ sao ông nói trong không không có pháp ra vào? Bấy giờ Tu Bồ Đề hiểu rõ nên tâm phục mà lãnh thọ, nghe việc Bồ Tát hóa thân độ chúng sinh nên hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào trú trong hết thảy pháp tính không mà có thể khởi lên thần thông ba la mật, đi đến mười phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng cúng dường Phật, nghe pháp gieo trồng căn lành sâu dày. Căn lành là các môn Đà La Ni, các môn Tam Muội, là căn bản của giải thoát không ngại. Ý của Tu Bồ Đề là nếu bát nhã ba la mật tính không, thời làm sao Bồ Tát an trú trong ba la mật lại có thể hành thần thông là pháp có? Phật dạy, vì tính không cho nên có thể hành. Vì cớ sao? Vì khi Bồ Tát hành bát nhã, quán mười phương các cõi nước đều không, chư Phật trong các cõi nước ấy cũng không. Hỏi, nếu cõi nước không, thời Phật cũng phải không, cớ gì nói riêng? Đáp, Phật do vô lượng vô số công đức chân thật mà được thân ấy, có thể lấy một ngón chân làm chấn động mười phương các cõi nước nhiều như các sông Hằng. Lại, Bồ Tát đời đời lại đây, lòng yêu thích kính trọng Phật sâu xa, không thể quan sát Phật chóng làm cho không, thế nên không hợp chung với cõi nước để nói. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, nếu mười phương các cõi nước và chư Phật chẳng không, thời là tính không có thiên lệch. Có thiên lệch thời gọi là có chỗ không và chẳng không. Này thật không có thiên lệch, nên hết thảy pháp tướng không. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, đối với hết thảy pháp không ngần ngại, song vì mắt thịt thấy sắc không thông, thấy trên thời không thấy dưới, thấy trước thời không thấy sau, chỗ rỗng suốt thời thấy, chỗ chướng ngại thời không thấy, ban ngày thời thấy, ban đêm thời không thấy. Biết sức mắt thịt kém như vậy nên vì sức phương tiện mà lại cầu mắt trời. Sức phương tiện là khiến bốn đại ở thế giới khác đến trú trong thân, nghĩa là dùng thiền nhãn như trước đã nói, thiền nhữ như ý túc, trí biết tâm người khác, trí biết đời trước, trí biết chúng sinh, sinh về đâu, chết về đâu. Bồ Tát nếu không có thần thông, thời không thể làm lợi ích chúng sinh. Vì sao? Vì nếu không có thần thông, thời làm sao có thể khiến nhiều người phát tâm? Bồ Tát có thần thông mà còn không thể khiến tất cả chúng sinh phát tâm, huống nữa là không có. Thế nên thần thông ba la mật là chỗ hành đạo, sở hành của Bồ Tát. Bồ Tát tự thấy pháp lành cũng dạy người khác được pháp lành mà không tham đắm pháp lành ấy. Vì sao? Vì pháp ấy tính đều không. Hỏi, thiền nhãn chỉ có thể thấy sắc, làm sao thấy pháp lành mà lại nói hết thảy pháp tính không? Đáp, đây là trong nhân nói quả, do thiền nhãn ấy tự thấy thân mình, lại thấy mười phương chúng sinh. Vậy sau dùng trí biết tâm người khác, trí biết mạng sống đời trước, tìm căn lành đời nay đời sau, thấy căn lành và quả báo lâu ngày đều tiêu diệt. Tiêu diệt nên thấy nó không, căn lành ấy đều là pháp hữu vi nên không có tự tính, không có tự tính nên không, vì không nên không thể tham trước, không cũng không thể thọ khí vị, không thể thọ khí vị nên không tham trước.
Thế như ruồi không chỗ nào không đậu, chỉ trừ không đậu trong lửa. Chúng sinh ái trước cũng như vậy, đối với pháp lành, pháp chẳng lành đều ái trước, cho đến ái trước phi hữu tưởng, phi vô tưởng, nên không thể vào niết bàn, chỉ trừ không thể ái trước lửa bát nhã ba la mật tính không. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật tướng không. Nếu bát nhã ba la mật chẳng không, tức là có khí vị, là chỗ có thể ái trước. Bồ Tát chú trong trí tuệ ấy không khởi nghiệp hữu lậu, chỉ vì chúng sinh mà thuyết pháp, cũng biết chúng sinh là giả danh, không thể có được. An trú trong bát nhã không có sở đắc ấy, mà có thể đầy đủ các việc thần thông. Nếu Bồ Tát không được bát nhã vô ngại ấy, thời không thể được thần thông vô ngại. Bồ Tát được thần thông vô ngại nên có thể bay đến mười phương các cõi nước, làm lợi ích chúng sinh, như trong kinh nói rộng, hoặc nói về bố thí, hoặc nói về trì giới. Đối với người san tham, thời dạy bố thí, như trong đề nói ví dụ, ví như chim không có cánh, thời không thể bay cao. Bồ Tát cũng như vậy, không có thần thông ba la mật, thời không thể giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy mười phương các cõi nước của chư Phật cùng hết thảy chúng sinh, dùng thiền nhĩ theo chư Phật nghe pháp, dùng thần thông như ý phóng hảo quang lớn hoặc biến hóa hiện ra các thứ nước lửa, các việc kỳ lạ khiến chúng sinh phát tâm cho là việc hy hữu mà tôn trọng. Dùng trí biết tâm người khác, biết tâm tầm số của người khác thâm đắm gì, chán gì, có thể độ hay không thể độ, là lợi căn hay là độn căn, đã thành tựu căn lành hay chưa thành tựu. Biết tâm của chúng sinh khác như vậy, thời nhiếp thủ những ai đã thành tựu căn lành. Gặp người có thể độ, thời dùng trí biết mạng sống đời trước, trí biết sinh tử quán nguồn gốc của người kia từ đâu đến, gieo trồng căn lành gì và ưa làm hạnh gì, từ đây mệnh trùng sẽ sinh chỗ nào, lúc nào sẽ được giải thoát. Chủ lượng suy nghĩ như vậy, biết nghiệp duyên quá khứ và biết quả báo vị lai của người có thể độ. Lại dùng thần thông biết người ấy cần vì sợ hãi mà được độ, thời đem việc địa ngục chỉ bày rằng ông sẽ sinh vào trong ấy. Biết người cần vì hoan hỷ mà được độ, thời chỉ bày thiên đường, mắt thấy việc ấy, tâm sinh ra sợ hãi vui mừng nhàm chán thế gian. Bấy giờ đem trí thông suốt vô lậu, nói pháp dứt hết lậu. Chúng sinh nghe pháp ấy, bỏ tầm tham trước, lại dùng pháp ba thừa mà được niết bàn. Thí như chim nhạn trắng khi muốn bắt cá, thời chủ lượng tới lui, không để mất cơ hội. Biết có thể bắt được liền bắt, không để lỡ qua. Bồ Tát cũng như vậy, dùng sức thần thông quán nguồn gốc của chúng sinh, thấy nhân duyên có thể độ, hoặc thấy cõi nước thải biết, biết các căn tín tấn của các chúng sinh ấy mãnh lợi, các nhân duyên đầy đủ nên vì họ thuyết pháp không để lỡ uổng. Thế nên nói, Bồ Tát địa thần thông thải không thể lợi ích chúng sinh như chim không có cánh. Các thần lực khác như Phật tự nói, dùng thiên nhãn thấy việc sống chết của mười phương chúng sinh, cũng biết tầm chúng sinh tùy ý thuyết pháp, cho đến khéo tu sức thần thông vì chúng sinh mà thọ thân, không vì khổ vui làm ô nhiễm. Bồ Tát đối với chúng sinh hoặc làm cha, hoặc làm con, hoặc làm thầy, hoặc làm đệ tử, làm chủ, làm tớ, làm voi ngựa, hoặc làm người cưỡi voi ngựa, có khi giàu sang thế lực, có khi nghèo hèn, đối với các việc ấy cũng không bị ô nhiễm. Thí như người của Phật biến hóa, hóa làm các việc mà không bị ô nhiễm bởi khổ vui, hóa làm các việc là như trước đây, hóa làm vô lượng vô số thân để độ chúng sinh. Khổ vui không nhiễm trước là đối với vui không sinh tâm ái, đối với khổ không sinh tâm sân, không như chúng sinh tùy theo chỗ mà khởi phiền não. Bồ Tát nên đem thần thông du hí như vậy, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật. Hỏi, sức thần thông của Bồ Tát có sở tác, cớ sao gọi là du hí? Đáp, hí là như huyễn, sư huyễn làm ra các việc, thần thông của Bồ Tát cũng hóa hiện các việc nên gọi là hí. Lại nữa, trong Phật pháp có bà tam muội, không tam muội là thượng hành. Vì sao? Vì giống như niết bàn, không bị dính mắc, không có sở đắc. Các hành pháp khác đều gọi là hạ hành, như trẻ nhỏ. Thế nên nói sức thần thông gọi là du hí. Đối với việc thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật là rất cần yếu. Thành tựu tuệ giác cho chúng sinh như trong đề nói, cùng nhau tu căn lành ở cõi Phật thanh tịnh. Hỏi, vì sao phải cần dùng việc thành tựu tuệ giác cho chúng sinh và nghiêm tịnh cõi Phật? Đáp, trong đề Phật tự nói nhân duyên, không thành tựu tuệ giác cho chúng sinh và nghiêm tịnh cõi Phật, thời không được đạo vô thượng. Vì sao? Vì nhân duyên không đầy đủ, thời không được đạo vô thượng. Nhân duyên là hết thảy pháp lành. Từ khi mới phát tâm tu thí ba la mật cho đến 18 pháp không chung, đối với pháp tu hành ấy không có ước tưởng phân biệt là người thí, là Phật bố thí, là người nhận thí,
cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Nếu Bồ Tát tâm không dính mắc, không phân biệt gì mà hành 6 ba la mật cho đến 18 pháp không chung, ấy là nhân duyên của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đạo ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng có thể tự độ, lại có thể độ chúng sinh. Hỏi: nếu Bồ Tát đem tâm chấp trước bố thí, thời có lỗi gì mà không gọi là đầy đủ? Đem tâm chấp trước bố thí, thời người nhận thí mang ơn nặng. Đáp: tuy có lợi nhỏ mà lỗi lớn, như ăn đồ ngon có lẫn chất độc, tuy có ngon mà tự làm mất mạng. Hỏi: lỗi ấy là những gì? Đáp: nếu đem tâm chấp trước mà bố thí, hoặc gặp việc không vừa ý, thời sinh sân nộ, hoặc người nhận thí không cảm ơn, liền thành oán hiềm. Nếu đem tâm chấp trước cúng dường người lành, hoặc khi gặp chút suy tổn, thời oán hiềm việc đã bố thí cho người không xứng đáng, hối tiếc việc đã thí. Nếu bố thí mà tâm hối hận, thời thọ quả báo không thanh tịnh. Lại nữa, người đem tâm chấp trước bố thí trong thâm tâm ham trước tài vật, nếu gặp kẻ xâm đoạt, liền ra hạ, nghĩ rằng: ta vì phước đức muốn làm việc tốt nên chứa của, cớ sao ngươi xâm đoạt? Trước tham tài vật là việc đời nay, có thể bố thí là việc đời sau. Tâm thương tiếc càng sâu vì ái trước sâu, nên nếu gặp bị xâm đoạt, thời hay gây tội nặng, nhân tội nặng nên thọ khổ trong ba đường ác. Lại nữa, vì lòng tham trước nên sinh sân hận, vì sân hận nên dùng dao gậy sát hại, chịu các khổ não. Lại nữa, người tạo nghiệp ngu si rất không được yên ổn, làm việc dối trá không thật ấy nên lâu chắc chắn bị hoạn lớn. Mười phương chư Phật đều dạy mua giải thoát vô tướng, tướng vô tướng của các pháp là thật. Nếu người chấp thủ tướng tài vật hư dối không thật ấy, vậy sau sinh tầm chấp trước, vì tầm chấp trước nên mong cầu quả báo lớn mà bố thí. Thí như người muốn thu hoạch nhiều nên dùng hạt giống nhiều, như vậy tầm chấp trước bố thí được quả báo ít mà không thanh tịnh, chung quy đi về diệt tận, chịu các yếu não không thể kể hết, đều do chấp thủ tướng nên có các lỗi như vậy. Nếu đúng như thật tướng mà hành bố thí, phải không có lỗi như vậy, trải qua vô lượng vô số kiếp, thọ các phước lạc cũng không cùng tận, cho đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, như người đem tâm chấp trước hành pháp lành, người ấy nếu nghe nói các pháp rốt ráo không, tức thời bỏ pháp tu hành, đắm trước thủ tướng pháp không ấy, cho đó là thật, trước kia là hư dối. Người ấy mất cả hai thứ, mất pháp lành trước kia và rơi vào tà kiến. Người có tâm chấp trước có lỗi như vậy. Thí như người mang bệnh nặng, tùy có các thứ thuốc chữa mà không giảm bớt, thuốc trở lại thành bệnh. Đem tâm chấp trước tụ các công đức có tội lỗi như vậy. Bồ Tát bỏ tâm chấp trước, chẳng thủ tướng không, như pháp tính thật tế. Đối với pháp bố thí cũng thấy đúng như vậy, vì hết thảy chúng sinh mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, khi Bồ Tát bố thí nghĩ rằng như trí rốt ráo thanh tịnh của mười phương chư Phật trong ba đời, biết thật tướng các pháp, cũng biết tướng bố thí, tà này cũng nên vì tính ấy mà hồi hướng. Lại nữa, Bồ Tát ấy là không dùng, không hành năm căn và tâm tầm số pháp, vì nó không thể biết thật tướng các pháp, là pháp ấy đều do nhân duyên sinh, hư dối, không có tự tính. Tà này muốn biết thật tướng các pháp để hồi hướng, các pháp hư dối ấy vào trong thật tướng đều không có sai khác. Tà này vì chưa được trí tuệ thanh tịnh chân thật, nên còn có chỗ phân biệt là hư là thật. Dùng trí tuệ thanh tịnh để biết, thời đều thành đệ nhất nghĩa đế, và trong đệ nhất nghĩa đế đều là thanh tịnh không có sai biệt. Bố thí như vậy mà hồi hướng thẳng đến Phật đạo, thế nên nói tâm không phân biệt, có thể hành bố thí, ấy gọi là chân Bồ Tát đạo. Giải thích phẩm bốn đế thứ 84, có bản ghi phẩm sai biệt, kinh Đại Bát Nhã Hội 2 ghi phẩm Phật Pháp thứ 82. Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp ấy là pháp Bồ Tát, thời thế nào là pháp Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, như lời ông hỏi, các pháp ấy là pháp Bồ Tát, vậy thế nào là pháp Phật? Này Tu Bồ Đề, pháp Bồ Tát cũng là pháp Phật. Nếu biết hết thảy trùng là được trí nhất thiết trùng, dứt hết thảy phiền não tập khí, Bồ Tát sẽ được pháp ấy. Phật do một niệm tương ưng với tuệ, biết hết thảy pháp rồi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy là sai khác giữa Bồ Tát và Phật. Thí như người đắc quả và người hướng đạo khác nhau, hai người ấy đều là thánh nhân mà có đắc có hướng sai khác. Như vậy, Bồ Tát hành trong đạo vô ngại gọi là Đại Bồ Tát, hành trong đạo giải thoát không có hết thảy hắc ám che lấp ấy gọi là Phật. Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp tự tướng không, thời trong pháp tự tướng không vì sao có sai khác là địa ngục, là ngạ quỷ, súc sinh, người, trời,
là người tánh địa, là người bát địa, là người tu Bồ Đề, cho đến là Bồ Tát, là Như Lai ứng cúng tránh biến tri, bạch Đức Thế Tôn, những người như vậy không thể có được. Nghiệp nhân duyên của những người ấy cũng không thể có được, quả báo của các người ấy cũng không thể có được. Phật dạy như vậy, như vậy, như lời ông nói. Trong Pháp tự tướng không, không có chúng sinh, không có nghiệp nhân duyên, không có quả báo. Chúng sinh không biết các Pháp tự tướng không ấy, nên nghiệp nhân duyên hoặc lành hoặc dữ, hoặc nghiệp bất động. Vì nhân duyên tội nghiệp nên đọa trong ba đường ác. Vì nhân duyên phước nghiệp nên sinh cõi trời, cõi người. Vì nhân duyên nghiệp bất động nên sinh cõi sắc, cõi vô sắc. Bồ Tát khi hành thí ba la mật cho đến 18 pháp không chung là nhận hành tất cả pháp trợ đạo, như tam muội kim cương được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được rồi là ích chúng sinh, cái lợi ấy thường không mất, nên không đọa vào sáu đường sinh tử. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi có được sáu đường sinh tử chăng? Phật dạy không được. Bạch Đức Thế Tôn, Phật có nghiệp hoặc đen hoặc trắng, hoặc đen trắng hoặc chẳng đen chẳng trắng chăng? Phật dạy không được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có được, thầy vì sao Phật nói đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người trời, Tu Đà Hòa cho đến Bồ Tát chư Phật? Này Tu Bồ Đề, nếu chúng sinh biết các pháp tự tính không, thầy Bồ Tát không cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không cứu chúng sinh ra khỏi ba đường ác, cho đến không qua lại trong sáu đường sinh tử. Song vì chúng sinh thật không biết các pháp tự tính không, nên không được thoát khỏi sáu đường sinh tử. Vì vậy nên Bồ Tát theo Phật nghe pháp tự tính không, phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, các pháp không như vậy, không như chỗ phàm phu chấp trước. Chúng sinh đối với pháp không có sở hữu, mà điên đảo vọng tưởng phân biệt, thủ đắc pháp, không có chúng sinh lại tưởng có chúng sinh, không có sắc lại tưởng có sắc, không có thọ tưởng hành thức lại tưởng có thọ tưởng hành thức, cho đến hết thảy pháp hữu vi không có sở hữu, lại dùng tâm điên đảo vọng tưởng khởi lên nghiệp thân miệng ý, nên phải qua lại sáu đường sinh tử không được thoát khỏi. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, hết thảy pháp lành đều vào trong bát nhã, nên hành đạo Bồ Tát được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, vì chúng sinh thuyết bốn thánh đế khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo, hết thảy pháp lành trợ đạo khai thị phân biệt đều vào trong bốn thánh đế. Dùng pháp lành trợ đạo ấy, phân biệt có tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, vì trái nghịch không tin tam bảo nên không được lìa khỏi sáu đường sinh tử. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, dùng khổ thánh đế được qua khỏi hay dùng khổ trí được qua khỏi? Do tập thánh đế được qua khỏi hay do tập trí được qua khỏi? Do diệt thánh đế được qua khỏi hay do diệt trí được qua khỏi? Do đạo thánh đế được qua khỏi hay do đạo trí được qua khỏi? Phật bảo Tu Bồ Đề, chẳng phải do khổ thánh đế được qua khỏi, cũng chẳng phải do khổ trí được qua khỏi, cho đến chẳng phải do đạo thánh đế được qua khỏi, cũng chẳng phải do đạo trí được qua khỏi. Vì bốn thánh đế ấy bình đẳng nên ta nói tức là Niết Bàn, không do khổ thánh đế, không do tập diệt đạo thánh đế, cũng không do khổ trí, không do tập diệt đạo trí được Niết Bàn. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là tướng bốn thánh đế bình đẳng? Này Tu Bồ Đề, nếu không có khổ, không có khổ trí, không có tập, không có tập trí, không có diệt, không có diệt trí, không có đạo, không có đạo trí, ấy gọi là bốn thánh đế bình đẳng. Lại nữa, bốn thánh đế ấy là như chẳng khác, là pháp tướng, pháp tính, pháp trụ, pháp vị, thật tế, dù có Phật hay không có Phật, thì pháp tính vẫn thường trú, vì không dối không mất. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, do thông đạt thật đế nên hành bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát do thông đạt thật đế nên khi hành bát nhã ba la mật như thông đạt thật đế, chứ không đoạn vào địa vị thành văn bích chi Phật mà thẳng vào Bồ Tát vị? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát như thật thấy các pháp, thấy rồi ngộ được pháp không có sở hữu, ngộ được pháp không có sở hữu rồi thấy hết thảy pháp không, pháp nhiếp thuộc về bốn thánh đế, pháp không nhiếp thuộc vào bốn thánh đế đều không. Nếu quán như vậy, liền vào Bồ Tát vị, ấy là Bồ Tát trú trong tánh địa, không từ đảnh địa bị thoái đọa. Vì đảnh địa bị thoái đọa nên đọa vào địa vị thanh văn bích chi Phật. Bồ Tát trú trong tánh địa có thể phát sinh bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát trú trong địa của định ban đầu ấy, phân biệt hết thảy pháp mà thông đạt bốn thánh đế, biết khổ không sinh tâm duyên khổ, cho đến biết đạo không sinh tâm điên đạo, chỉ thuận theo tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mà quán tưởng như thật của các pháp.
Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào quán tướng như thật của các pháp Phật dạy quán các pháp tính không? Bạch Đức Thế Tôn, là pháp không nào? Phật dạy là tự tướng không. Bồ Tát dùng trí tuệ như pháp quán hết thảy pháp không, không có tính có thể thấy. Chú trong tính ấy để vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tướng vô tính là vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng phải chư Phật làm, chẳng phải Bích Chi Phật làm, cũng chẳng A-la-hán làm, cũng chẳng phải người đắc quả làm, cũng chẳng phải Bồ Tát làm. Chỉ vì chúng sinh không thấy, không biết tướng như thật của các pháp, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng sức phương tiện vì chúng sinh ấy mà thuyết pháp. Luận hỏi: pháp Phật và pháp Bồ Tát rất có sai khác. Phật là bậc nhất thiết trí, Bồ Tát chưa phải là bậc nhất thiết trí. Tu Bồ Đề vì cớ gì sinh nghi mà hỏi Phật: thế nào là pháp Bồ Tát, thế nào là pháp Phật? Trong đây Phật dạy chỗ hành của Bồ Tát, như Phật là hành sáu ba la mật như vậy, cho đến trí nhất thiết chủng. Thế nên Tu Bồ Đề hỏi: nếu hành như Phật, thời với Phật khác gì? Phật hứa khả ý ấy nên nói như vậy: chỗ hành của sắc là sắc pháp là đồng, nhưng trí tuệ lợi độn có khác nhau. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát tùy như thật hành sáu ba la mật mà chưa thể cùng khắp, chưa thể vào tất cả các môn, thế nên không gọi là Phật. Nếu Bồ Tát đã vào trong hết thảy môn, vào trong thời tướng các pháp, do một niệm tương ưng với trí tuệ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, dứt hết thảy phiền não tập khí, được tự tại đối với các pháp, lúc bấy giờ gọi là Phật. Như mặt trăng ngày 14 và ngày rằm tuy đồng là trăng, nhưng ngày 14 không thể làm cho nước biển dâng lớn. Bồ Tát cũng như vậy, tuy có trí tuệ thanh tịnh thật, song vì chưa đầy đủ Phật pháp nên không thể làm chấn động mười phương chúng sinh. Ánh sáng của trăng ngày rằm sung mãn có thể làm cho nước biển dâng lớn. Khi Bồ Tát thành Phật cũng như vậy, phóng hào quang lớn làm chấn động mười phương các cõi nước chúng sinh. Trong đây Phật tự nói: như người hướng đạo và người đắc quả, tùy đồng là bậc thánh mà có sai khác. Bồ Tát cũng như vậy, hành giả gọi là Bồ Tát là từ khi mới phát tâm cho đến khi được tam muội kim cang. Còn Phật đã được quả, dứt hết nghi hoặc, đối với các pháp không có pháp gì không rõ nên gọi là Phật. Tu Bồ Đề hỏi: trong pháp tự tướng không, sự sai biệt không thể có được, rằng đó là địa ngục cho đến trời, đó là tánh nhân bát nhân Tu Đà Hòa cho đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, như chúng sinh địa ngục không thể có được, nghiệp nhân duyên cũng phải không thể có được. Vì sao? Vì người tạo nghiệp không thể có được, nghiệp đã không thể có được, thời quả báo cũng không thể có được. Cớ sao Phật nói Phật với Bồ Tát có sai khác? Phật hứa khả ý Tu Bồ Đề lại dùng câu hỏi mà đáp lại Tu Bồ Đề: vì chúng sinh không biết tự tính không nên khởi lên nghiệp bành dữ. Như trong kinh đầy nói rộng, chúng sinh là kẻ phàm phu chưa vào chính vị, người ấy có tâm tiền đảo chấp ngã, nhân phiền não mà khởi lên các nghiệp. Nghiệp có ba thứ là thân, nghiệp và ý. Ba nghiệp ấy có hai là hoặc lành hoặc dữ, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Vì nghiệp dữ nên đọa vào ba đường ác, vì nghiệp lành nên sinh vào cõi người cõi trời. Nghiệp lành lại có hai, một là ràng buộc vào cõi dục, hai là ràng buộc vào cõi sắc và cõi vô sắc. Nghiệp ràng buộc sinh vào cõi sắc và cõi vô sắc gọi là nghiệp bất động. Vì nghiệp bất động nên sinh vào cõi sắc, cõi vô sắc. Như chúng sinh tự biết các pháp tính không, tức thời không sinh tầm chấp trước không sinh nên không khởi nghiệp, cho đến không sinh vào cõi sắc, cõi vô sắc. Song vì thật không biết, cho nên sinh do việc ấy, mà Bồ Tát suốt đời hành bố thí cho đến 18 pháp không chung, không mất, không thiếu. Cho đến dùng tam muội như kim cương, được vô thượng chánh đẳng chánh giác làm lợi ích chúng sinh được lợi ích ấy, nên không còn quan lại trong năm đường sinh tử. Tu Bồ Đề hỏi: khi Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật có được sáu đường ấy chăng? Phật dạy: không được. Hỏi: chư Phật nói vì lợi ích lớn nên không đọa vào sáu đường, sao nay nói không được? Đáp: vì tà kiến quyết định thủ tướng nên rơi vào tà kiến, chứ sáu nẻo sinh tử không có được. Chỉ vì người phàm phu do điên đảo mà khởi nghiệp nên giả danh có sáu đường sinh tử, chứ kỳ thật như huyễn như mộng. Hỏi: Phật có được bốn thứ nghiệp là đen trắng và chẳng đen chẳng trắng chăng? Đáp: chẳng được. Nghiệp đen là nghiệp chẳng lành, quả báo của nó là đọa địa ngục, nơi chịu khổ não. Chúng sinh trong ấy vì khổ não là mê muội cùng cực nên gọi là đen. Chỗ thọ quả báo của nghiệp lành là cõi trời.
Vì thọ vui theo ý tự tại sáng suốt nên gọi là nghiệp trắng. Nghiệp ấy là nghiệp của các cõi trời trong ba cõi. Chỗ thọ quả báo của nghiệp lành và chẳng lành là cõi người, cõi Atula. Nơi đó cũng thọ vui, cũng thọ khổ nên gọi là nghiệp trắng đen. Nghiệp vô lậu có thể phá nghiệp hữu lậu chẳng lành, có thể cứu chúng sinh ra khỏi quả báo lành dữ nên gọi là nghiệp chẳng phải trắng, chẳng phải đen. Hỏi: nghiệp vô lậu cớ sao chẳng phải trắng, chẳng phải đen? Đáp: pháp vô lậu tuy trong sạch không nhơ bẩn, song vì là không vô tướng vô tác nên không có phân biệt. Không có phân biệt nên không được nói là trắng. Vì đen đối đãi với trắng mà trong đây không có tướng đen đối đãi nên không được nói trắng. Lại nữa, nghiệp vô lậu có thể dứt hết các quán niệm. Trong quán niệm vì phân biệt cho nên có đèn trắng. Trong vô lậu nghiệp không có quán niệm nên không có đèn trắng. Tu Bồ Đề hỏi: nếu không có được bốn nghiệp ấy, thời vì sao phân biệt đây là địa ngục cho đến đây là A-la-hán? Nếu không có nghiệp đen, thời vì sao nói đây là địa ngục súc sinh ngạ quỷ? Nếu không có nghiệp trắng, thời vì sao nói đây là trời là người? Nếu không có nghiệp đen trắng, thời vì sao nói đây là A-tu-la? Nếu không có nghiệp chẳng đen chẳng trắng, thời vì sao nói đây là tu đà hoàng cho đến A-la-hán? Phật dạy: nếu hết thảy chúng sinh tự biết các pháp tự tính không, thầy Bồ Tát không cần phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không ở trong sáu đường kéo chúng sinh ra. Vì sao? Vì chúng sinh tự biết các pháp tính không, thời không có gì phải độ. Thế như không có bệnh, thời không cần thuốc. Không có bóng tối, thời không cần đèn sáng. Nay vì chúng sinh thật không biết pháp tự tính không, cứ theo tâm sinh mà chấp trước thủ tướng. Vì chấp trước nên ô nhiễm, vì ô nhiễm nên theo năm dục. Vì theo năm dục nên bị lòng tham che lấp. Vì lòng tham nên sàn lẫn hư dối, ganh ghét, sân giận, đấu tranh. Vì sân giận nên khởi các nghiệp tội mà không hay biết. Thế nên khi mệnh chung theo nghiệp duyên mà sinh vào chỗ giữ, tiếp tục tạo nghiệp sinh tử, qua lại trong sáu đường không biết lúc nào cùng. Do vậy mà Bồ Tát ở chỗ chư Phật và đệ tử nghe nói các pháp tính không, vì thương xót chúng sinh, thấy chúng sinh do ngu quẩn điên đảo mà sinh tâm chấp trước, nên nguyện rằng: ta sẽ làm Phật phá điên đảo cho chúng sinh, khiến được hiểu rõ các pháp tính không. Vì sao? Vì các pháp không như chỗ phàm phu chấp trước vậy, chúng sinh chắc chắn không có thật, chỉ trừ trong chỗ không có sở hữu ước tưởng phân biệt mà vọng có sở đắc. Trong không có chúng sinh khởi lên tưởng chúng sinh, trong không có sắc khởi lên tưởng sắc, trong không có thọ tưởng hành thức khởi lên tưởng thức, song vì si quẩn điên đảo nên khởi lên nghiệp thân miệng ý, phải qua lại sáu đường sinh tử không thể thoát khỏi. Nếu chỉ khởi lên tưởng chúng sinh thời kiết phược còn nhẹ, có thể dễ độ. Nếu khởi lên tham dục sân giận tạo các nghiệp nặng, đó là kiết phược nặng, chịu quả báo của nghiệp ấy thời khó có thể độ được. Thế như nhóm vi trần làm thành núi khó có thể di động. Bồ Tát vì chúng sinh ấy nên muốn phá nghiệp nhân duyên quả báo cho chúng sinh, mà đối với Bát Nhã tuy biết hết thảy thiện pháp hành Bồ Tát đạo được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì chúng sinh nên nói bốn thánh đế là khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo. Dùng mỗi mỗi nhân duyên chỉ bảy diễn nói. Hỏi: Phật tử vô lượng vô số kiếp lại đây thực hành pháp vi diệu là 18 pháp không chung cho đến vô ngã giải thoát, đủ các nghiệp sâu xa, cớ sao chỉ nói cho chúng sinh khổ tập diệt đạo? Đáp: điều chúng sinh sợ hãi cấp bách không gì hơn thống khổ. Vì thế nên trước trừ khổ xong mới chỉ bày Phật đạo. Như có người bị bệnh nặng, trước phải lấy việc trị bệnh làm gấp, vậy sau mới lấy báu vật y phục trang nghiêm thân họ. Khổ là thọ thân năm thọ uẩn, là gốc của hết thảy khổ, vì tính của nó chính là khổ. Khổ ấy nói được là sinh già bệnh chết, như trong các kinh nói rõ. Khổ tập là các phiền não tham ái, ái là pháp cũ ở trong tâm. Vì vậy mà Phật nói ái có thể làm sinh ra thân sau, nên nói ái là nguyên nhân của khổ. Nhân của khổ là tập. Nếu người muốn bỏ khổ thì trước tiên phải dứt ái. Ái dứt thì khổ dứt. Dứt ái tức là dứt khổ, mà khổ diệt tức là đạo. Quán mỗi mỗi nhân duyên của năm uẩn, thấy tội lỗi của khổ và khổ tập là vô thường, khổ không và vô ngã, như bệnh, như ung, như oán, như giặc. Đây là chánh kiến ở trong tám phần thánh đạo. Bảy thánh đạo khác giúp phát khởi thành chánh kiến, có thể dứt ái đối với hết thảy pháp, như dùng rượu dẫn thuốc. Người ấy đối với hết thảy thế gian không còn tham, được lìa khỏi được khổ, vậy sao mới chỉ bày cho họ diệu pháp? Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên, trong bốn thánh đế đã thu nhiếp hết thảy pháp lành.
Vì có người nói rằng cớ gì Phật chỉ nói bốn thánh đế, thế nên Phật nói hết thảy pháp lành trợ đạo đều thu nhiếp vào trong bốn thánh đế. Do nhân duyên của pháp lành trợ đạo nên phân biệt có ba nguồn báu. Chỉ vì chúng sinh không tin Tam Bảo nên không được lìa khỏi sáu đường sinh tử. Hỏi: cớ gì Tu Bồ Đề hỏi một cách thô thiển rằng do khổ thánh đế diệt hay do khổ trí diệt, do tập thánh đế diệt hay do tập trí diệt? Đáp: đây chẳng phải là câu hỏi thô, mà ý hỏi rằng do thấy thể tính bốn thánh đế mà diệt hay do trí diệt được, vì các phiền não ái diệt nên gọi là hữu vi niết bàn. Nếu do khổ thánh đế được đạo, thời hết thảy chúng sinh trâu ngựa cũng lẽ đáng được đạo. Do khổ trí được đạo, thời lìa khổ không có trí, mà trí lìa khổ thời không gọi là khổ đế, chỉ gọi là khổ. Do khổ trí khổ đế hòa hợp phát sinh nên không được nói chỉ do khổ đế diệt hay chỉ do trí diệt, cho đến đạo đế cũng như vậy. Phật đáp: không do khổ đế diệt, cũng không do khổ trí diệt, cho đến không do đạo đế diệt, cũng không do đạo trí diệt, cũng như vậy. Ta nói bốn đế ấy bình đẳng tức là diệt, không do khổ đế diệt cho đến đạo đế diệt. Vì sao? Vì khổ tập đều từ nhân duyên sinh, hư dối không thật, không có tự tính nên không gọi là thật. Vì không thật nên làm sao có thể diệt? Hỏi: hai đế khổ và tập thuộc pháp hữu lậu, là pháp của phàm phu hành nên có thể là hư dối không thật. Còn đạo đế là pháp vô lậu, không có dính mắc, tuy tưởng nhân duyên hòa hợp sinh mà không hư dối. Lại diệt đế là pháp vô vi vô lậu, không tưởng nhân duyên mà có. Làm sao nói bốn đế đều là hư dối? Đáp: người mới đắc đạo biết hai đế là hư dối, sắp vào vô dư niết bàn cũng biết đạo đế hư dối. Vì không, không tam muội để bỏ đạo đế như bỏ chiếc bè. Diệt đế cũng không có pháp nhất định, như trong kinh đầy nói: lìa pháp hữu vi không có pháp vô vi, nhân pháp hữu vi nên nói pháp vô vi, khổ diệt như đèn tắt, không nên hí luận tìm chỗ đèn tắt ở đâu. Thế nên Phật nói không do khổ đế cho đến không do đạo đế diệt được. Tu Bồ Đề hỏi: thế nào là bốn thánh đế bình đẳng? Phật dạy: như không có tám pháp và bốn đế, và chỉ biết bốn đế thật là bình đẳng. Lại nữa, bốn đế như thật không dối không khác, như như pháp tính pháp tướng pháp vị thật tế, hoặc có Phật hay không có Phật, thời pháp tính vẫn thường trú, không do tâm số pháp và các quán niệm. Chỉ vì không dối chúng sinh nên thường trụ, còn hết thảy pháp khác đều điên đảo, hư vọng do chấp trước quả báo điên đảo mà phát sinh, nên tuy có thể cùng với người vui mừng lớn mà lâu ngày đều đổi khác hư dối. Chỉ có một pháp đó là thật tướng các pháp, vì không hư dối nên thường trú bất diệt. Như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thông đạt thật đế của các pháp. Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát làm thế nào thông đạt được thật đế vượt quá địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật mà vào Bồ Tát vị? Phật dạy: nếu Bồ Tát tư duy chủ lượng suy tìm các pháp, thời không có một pháp nào có thể có được định tướng, mà thấy hết thảy pháp hoặc ở trong bốn đế hoặc không ở trong bốn đế đều không. Pháp không ở trong bốn đế là hư không và phi trạch diệt vô vi, ngoài ra đều ở trong bốn đế. Nếu quán pháp không như vậy, liền vào Bồ Tát vị. Hỏi: cớ gì không nói không cũng không quán không vào Bồ Tát vị? Đáp: không cần nói. Vì sao? Vì nếu nói các pháp không tức là không, không cũng không. Nếu không ấy chẳng không, thời không gọi là hết thảy không. Vì thế nên hành trong ấy được vào Bồ Tát vị. Bồ Tát trú trong tánh địa không đọa vào đảnh địa. Tánh địa là pháp vị của Bồ Tát, như trong pháp Thanh Văn, Noãn Pháp, Đảnh Pháp, Nhẫn Pháp, thế hết đệ nhất pháp gọi là tánh địa. Vì pháp ấy tùy thuận đạo vô lậu nên gọi là tánh, trú ở trong ấy hy vọng chắc chắn được đạo. Bồ Tát cũng như vậy, trú trong tánh địa hy vọng chắc chắn được làm Phật, có thể phát sinh bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc. Bồ Tát nhiếp tâm ở trong thiền định, phân biệt tư duy chủ lượng mà phân biệt các pháp thông đạt bốn đế, nghĩa là thấy biết khổ cũng chẳng phải duyên khổ sinh tâm. Biết khổ là biết thọ thân của phàm phu do chấp trước khổ nên chịu các yếu não. Người ấy đều như giặc như oán vô thường không. Thấy được như vậy rồi, khi ấy liền xả bỏ, không chấp thủ tướng khổ, cũng không duyên khổ đế. Do sức pháp vị của Bồ Tát cho đến đạo đế cũng như vậy. Chỉ nhất tâm hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, biết bốn đế ấy như thuốc và bệnh đối đãi nhau, nên cũng không chấp trước bốn đế ấy, chỉ quán tướng như thật của các pháp, không khởi bốn thứ quán phân biệt. Tu Bồ Đề hỏi: làm thế nào như thật quán các pháp?
Phật dạy quán không. Nếu Bồ Tát quán hết thảy pháp hoặc lớn hoặc nhỏ đều không, ấy gọi là như thật quán. Lại hỏi dùng không gì? Phật dạy dùng tự tướng không. Hỏi trong 18 không có gì chỉ dùng tự tướng không? Đáp vì đó là không trung đạo. Nội không, ngoại không là tiểu không, rốt ráo không, vô sở đắc không là không sâu xa, tự tướng không là không bậc trung. Vì tự tướng có lý phá mà tâm không thối mất, thời có thể vào trong không sâu xa. Bồ Tát được pháp như vậy, thời quán hết thảy pháp đều không, cho đến không thấy một pháp có tính, có thể trú trong đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quán các pháp như vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà vô thượng chánh đẳng chánh giác tự tính cũng không, chẳng phải Phật làm, chẳng phải Bồ Tát làm, chẳng phải Bồ Tát A-la-hán bích chi Phật làm. Tướng nó thường vắng lặng, không có ngôn ngữ hí luận, do chúng sinh không thấy biết tướng như thật ấy, nên Bồ Tát hành bát nhã, dùng sức phương tiện vì chúng sinh thuyết pháp. Sức phương tiện là Bồ Tát biết pháp vô sinh nhẫn và Bồ Tát vị thông đạt đệ nhất nghĩa đế. Quán tướng đạo ấy rất sâu xa vì diệu, không được không bỏ, thể dùng trí tuệ vi diệu còn không thể biết được, huống gì miệng có thể nói. Tầm đại bi thương xót chúng sinh là vì việc không, nên đọa vào ba đường ác chịu khổ cực lớn. Nếu ta chỉ nói thẳng pháp không ấy, thời chúng sinh không tin không chịu, mắc tội phá pháp mà đọa vào địa ngục. Đà này sẽ thành tựu hết thảy pháp lành trang nghiêm thân, với 32 tướng mà dẫn đường cho chúng sinh khởi lên vô lượng vô số thần thông, được thành Phật đạo, làm chủ giữa hết thảy hội chúng, tự tại đối với hết thảy pháp. Nếu tán thán pháp ác, chúng sinh còn lãnh thọ, huống nữa là nói pháp thật. Vì thế Bồ Tát hành theo tư duy như sở nguyện, mà vì chúng sinh thuyết pháp khiến đều được độ thoát. Hết cuốn 94 theo bản Hán. Cuốn 95 giải thích phẩm bảy thí thứ 85. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm bảy dụ thứ 85. Kinh Đại Bát Nhã Hội Hại ghi phẩm bảy việc thứ 83. Kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp tự tính không có sở hữu, chẳng phải Phật làm, chẳng phải Bích Chi Phật làm, chẳng phải A-la-hán làm, chẳng phải A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn làm, chẳng phải người hướng đạo làm, chẳng phải người đắc quả làm, chẳng phải các Bồ Tát làm. Như vậy làm sao phân biệt có các pháp khác nhau, là địa ngục súc sinh ngạ quỷ, là người, là trời bốn thiên vương, cho đến trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Vì nhân duyên của nghiệp nên biết có kẻ sinh địa ngục, kẻ sinh súc sinh, kẻ sinh ngạ quỷ. Vì nhân duyên của nghiệp nên biết có kẻ sinh cõi người, sinh cõi trời, cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Do nhân duyên nghiệp nên biết có người được Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Do nhân duyên nghiệp nên biết có các vị A La Hán. Do nhân duyên nghiệp nên biết có Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Chi. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp không có tự tính, thời không có nghiệp dụng. Vì nhân duyên tạo nghiệp nên hoặc đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc sinh vào cõi người cõi trời, cho đến trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Do nhân duyên tạo nghiệp nên được Tu Đà Hoàn cho đến A-la-hán Bích Chi Phật. Bồ Tát hành đạo Bồ Tát nên được trí nhất thiết chủng. Được trí nhất thiết chủng nên có thể cứu vớt chúng sinh ra khỏi sinh tử. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy. Trong pháp không có tự tính, thời không có nghiệp, không có quả báo. Người phàm phu vì không vào thánh pháp, không biết các pháp tướng không có tự tính, điên đảo ngu si nên khởi tạo các nghiệp nhân duyên. Các chúng sinh ấy theo nghiệp thọ thân, hoặc thân địa ngục, thân súc sinh, thân ngạ quỷ, thân người, thân trời, cho đến thân trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Pháp không có tự tính, thường không có nghiệp, không có quả báo. Pháp không có tự tính, thường là không có tự tính. Như lời Tu Bồ Đề nói, nếu hết thảy pháp không có tự tính, thời làm sao phân biệt đó là Tu Đà Hoàn cho đến chư Phật được trí nhất thiết chủng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo không có tự tính chăng? Tu Đà Hoàn quả cho đến trí nhất thiết chủng của chư Phật là không có tự tính chăng? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Đức Thế Tôn, đạo không có tự tính, quả Tu Đà Hoàn cũng không có tự tính, cho đến trí nhất thiết chủng của chư Phật cũng không có tự tính. Này Tu Bồ Đề, pháp không có tự tính có thể được pháp không có tự tính chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, pháp có tự tính có thể được pháp có tự tính chăng? Thưa không, Bạch Thế Tôn, này Tu Bồ Đề, pháp không có tự tính và đạo đều không hợp, không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ là một tướng tức vô tướng. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện thấy chúng sinh điên đảo,
Nên đắm trước năm uẩn trong vô thường tưởng thường, trong khổ tưởng vui, trong không tịnh tưởng tịnh, trong vô ngã tưởng ngã, nên đắm trước vào chỗ không có sở hữu. Bồ Tát nhờ dùng sức phương tiện nên ở trong chỗ không có sở hữu mà kéo chúng sinh ra khỏi. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỗ phàm phu đắm trước và chăng có thật chẳng khác ư? Chỉ vì đắm trước nên tạo nghiệp, do nhân duyên của nghiệp nên không thoát khỏi năm đường sinh tử. Phật bảo Tu Bồ Đề, chỗ phàm phu đắm trước khởi nghiệp thật sự không có mảy may như lông tóc, mà chỉ do điên đảo nên thấy có. Này ta vì ông nói ví dụ, người trí do ví dụ mà được hiểu. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong mộng, thấy người hưởng thọ cái vui năm dục, thật có nơi trốn chăng? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, mộng còn hư dối không thể có được, huống nữa là ở trong mộng hưởng vui năm dục. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu vi vô vi, và chăng có pháp nào không như mộng? Bạch Đức Thế Tôn, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu vi vô vi, không có pháp nào không như mộng. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong mộng có qua lại năm đường sinh tử chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, ý ông nghĩ sao? Trong mộng có tu đạo, dùng tu đạo ấy hoặc vướng nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao? Vì mộng không có thật sự, không thể nói nhơ sạch. Ý ông nghĩ sao? Tượng trong gương thật sự có khởi tạo nghiệp nhân duyên, do nhân duyên của nghiệp ấy mà đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hoặc làm người trời bốn thiên vương cho đến trời phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, bạch Thế Tôn, tượng ấy không có thật sự, chỉ dối trẻ nít, thời việc ấy làm sao có nghiệp duyên, do nghiệp duyên ấy sẽ đọa vào địa ngục, cho đến sinh vào cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tượng trong gương có tu đạo, dùng tu đạo ấy hoặc vướng nhơ, hoặc được sạch trăng. Tu Bồ Đề đáp, thưa không, bạch Thế Tôn, vì sao? Vì tượng trong gương là không, không có thật sự, không thể nói là nhơ sạch. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong hàng sầu có tiếng vang ấy có nhân duyên tạo nghiệp, do nghiệp duyên ấy hoặc đoạn địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng chăng? Tu Bồ Đề đáp, thưa không, bạch Thế Tôn, việc ấy không, không thật có âm thanh, làm sao có nghiệp duyên, do nghiệp duyên ấy đoạn địa ngục cho đến sinh vào cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tiếng vang ấy và chăng có tu đạo, dùng tu đạo ấy hoặc vướng nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, việc ấy không thật, không thể có nhơ sạch. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sóng nắng chẳng phải tướng nước, chẳng phải tướng sông, sóng nắng ấy và chăng có nhân duyên tạo nghiệp, do nghiệp duyên ấy mà đọa vào địa ngục cho đến sinh vào cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, nước trong sóng nắng ấy rốt ráo không thể có được, chỉ dối hoặc mắt người vô trí, thời làm sao có nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Sóng nắng ấy có tu đạo, do tu đạo ấy hoặc vấy nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, sóng nắng ấy không có thật sự, không thể nói là nhơ sạch. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Thành Càn Thát Bà, như khi mặt trời mọc có thành Càn Thát Bà, người vô trí nơi chỗ không có thành tưởng có thành, nơi chỗ không có quán xá tưởng có quán xá, nơi chỗ không có vườn tưởng có vườn, thành Càn Thát Bà ấy và chăng có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy nên đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, thành Càn Thát Bà ấy rốt ráo không thể có được, chỉ dối hoặc mắt người ngu, thời làm sao có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Thành Càn Thát Bà ấy có tu đạo, do tu đạo ấy hoặc vấy nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, thành Càn Thát Bà ấy không có thật sự nên không thể nói là có nhơ sạch. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vì thầy huyễn thuật huyễn làm ra các vật hoặc voi ngựa trâu dê trai gái vân vân, ý ông nghĩ sao? Các vật huyễn ấy có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy mà đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, vật huyễn hóa ấy không có thật sự, thời làm sao có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy nên đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các vật huyễn ấy có tu đạo, do tu đạo ấy hoặc vấy nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, vật huyễn ấy không có thật sự nên không thể nói là nhơ sạch. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao?
Như người của Phật biến hóa, người biến hóa ấy có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy mà đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, người biến hóa ấy không có thật sự, thật làm sao có tạo nghiệp nhân duyên, do nghiệp ấy mà đọa địa ngục cho đến sinh cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người biến hóa ấy có tu đạo, do tu đạo ấy hoặc vấy nhơ hoặc được sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, việc ấy không có thật nên không thể nói là nhơ sạch. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong tướng không ấy có kẻ nhơ người sạch chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, trong ấy không có sở hữu, không có người vấy nhơ, không có người được sạch. Này Tu Bồ Đề, nếu không có kẻ vấy nhơ, không có người được sạch, vì nhân duyên ấy nên cũng không có nhơ sạch. Vì sao? Vì chúng sinh do chấp ngã và ngã sở nên có nhơ có sạch. Chứ người thật thấy thời không nhơ không sạch, người thật thấy không nhơ không sạch như vậy cũng không có nhơ sạch. Luận hỏi: ở nhiều nơi Phật đã đáp việc ấy, này cớ sao Tu Bồ Đề còn hỏi? Đáp: nghĩa tuy một mà chỗ nhân duyên có sai khác, nghĩa là hết thảy pháp hoặc có Phật hay không có Phật, thật thật tính của các pháp vẫn thường trú, không không có sở hữu, chẳng phải hiền thánh làm ra, bát nhã ba la mật sâu xa vi diệu, khó được khó hiểu, không thể lấy hữu lượng mà biết được. Chư Phật hiền thánh vì thương xót chúng sinh nên dùng mỗi mỗi ngôn ngữ danh từ thí dụ để nói cho họ hiểu. Người lợi căn thời hiểu ý thánh nhân, còn người đội căn thời mỗi mỗi sinh chấp trước. Chấp trước nơi ngôn ngữ văn tự nên hoặc nghe nói không, thời chấp trước không, nghe nói không cũng không, thời sinh ra chấp trước, hoặc nghe nói pháp tịch diệt bạt dứt đường ngôn ngữ, thời cũng lại chấp trước. Vì tự tâm không thanh tịnh nên nghe pháp của thánh nhân cho là không thanh tịnh. Như người mắt lòa nhìn ngọc trong suốt, thấy bóng con mắt lòa của mình trong ấy liền cho rằng ngọc không sạch. Phật dùng mỗi mỗi nhân duyên thuyết pháp, chúng sinh ấy có lỗi nên sinh nghi, nói rằng nếu hết thảy pháp không, không cũng không, thời làm sao phân biệt có sáu đường. Vì thường sinh nghi nạn như vậy nên Tu Bồ Đề do thấy thời giảng kinh sắp hết, vì thương chúng sinh nên mỗi mỗi hỏi việc ấy, vì thế lặp đi lặp lại hỏi nhiều lần. Phật hứa khả ý của Tu Bồ Đề. Hỏi: Tu Bồ Đề lấy có mà nạn không, cớ sao Phật hứa khả ý ấy? Đáp: Phật chỉ hứa khả Tu Bồ Đề nói các pháp không thường trú, có Phật, dù có Phật hay không có Phật vẫn không sai khác, chứ không hứa khả Tu Bồ Đề về vấn nạn làm sao phân biệt có sáu được. Vì sao? Vì ông ấy vấn nạn để muốn phá tính không vậy. Trong đây Phật giải chỗ nạn vấn của Tu Bồ Đề rằng: người phàm phu không vào thánh pháp, chưa được thánh đạo, không biết tự tính, không có sở hữu, không khéo tu tập, không tam muội, nên phân biệt có sáu đường. Điên đảo là có bốn điên đảo, ngu si là vô minh ràng buộc vào ba cõi. Tuy không có, không nói các phiền não khác, nhưng hai pháp điên đảo và ngu si đều là hư dối không thật. Điên đảo tức là vọng ngữ hư dối, như nghiệp và quả báo từ điên đảo mà sinh ra. Vì căn gốc không có thật nên chúng sinh tùy nhiễm trước cũng chắc chắn không có thật, vì thế nên năm đạo đều không, chỉ có giả danh. Lại, ông nạn các hiển thánh, các hiển thánh vì dứt điên đảo sai biệt nên có tên gọi khác nhau. Vì điên đảo không có thật nên không có gì dứt. Lại, diệt mất không có sở hữu nên gọi là dứt. Nếu có thật pháp có thể dứt, còn không có cách gì dứt được, huống nữa là điên đảo. Thế nên tất cả quả vị của hiển thánh đều không có sở hữu. Dứt điên đảo là quả hiển thánh, nên quả tức là dứt. Vì quả của tu đạo cũng đồng không có sở hữu, thế nên khi tu đạo chắc chắn dùng không vô tướng Bồ Tát, vì đạo và quả phân biệt mà có hiển và thánh sai khác. Này đầy pháp không có sở hữu, thật không thể có được, không có sở hữu thời làm sao có sai khác, thế nên không nên vấn nạn. Ý Tu Bồ Đề muốn nói, nếu chỉ vì điên đảo nên có thế gian, nếu đã có điên đảo thầy cũng nên có sự thật, vì hư và thật đối đãi nhau. Thế nên hỏi, chỗ phàm phu đám trước và chăng thật có sinh ra chấp trước tạo nghiệp, do nghiệp duyên ấy nên không giải thoát khỏi sáu đường sinh tử? Phật đáp: không. Vì sao? Trong đây Phật tự nói nhân duyên chỉ vì điên đảo nên sinh chấp trước, nếu không có điên đảo thầy làm sao có thể pháp đối đãi nhau, cho đến thật sự mảy may không có, vì rốt ráo không có. Hỏi: đây là thật nghĩa sở hành của chư Phật được rốt ráo không? Vậy rốt ráo không ấy chẳng phải thật ư? Đáp: đây là đệ nhất nghĩa không, cũng vì phàm phu điên đảo mà nói. Nếu không có điên đảo,
cũng không có đệ nhất nghĩa. Nếu cho rằng điên đảo của phàm phu ít nhiều có thật, thì đệ nhất nghĩa cũng nên có thật. Hỏi, nếu cả hai đều không thật, thì làm thế nào được giải thoát? Nhưng người tay nhơ lại rửa nước nhơ, làm sao sạch được? Đáp, thật tướng các pháp rốt ráo không, đó là thật thanh tịnh bậc nhất. Vì có pháp điên đảo không thanh tịnh của phàm phu, nên có pháp thanh tịnh này, không thể phá hoại, không thể đổi khác. Vì người đối với thật pháp, thật tướng các pháp, sinh chấp trước, muốn sinh phiền não nên nói pháp tính ấy không, không có sở hữu. Do không có sở hữu nên không thật. Tuy hai pháp đều không thật, mà trong sự không thật có sự sai khác. Như 10 điều thiện và 10 điều bất thiện, hai việc đều là pháp hữu vi, nên hư dối không thật. Nhưng thiện và bất thiện có sai khác. Bất thiện là sát sinh vân vân nên đọa ác đạo. Thiện là không sát sinh vân vân nên sinh cõi trời. Như bố thí và trộm cắp hai việc, tuy đều là tâm chấp thủ tướng hư dối không thật mà cũng có sai khác. Như chúng sinh cho đến kẻ biết kẻ thấy không có sở hữu mà bức não đối với chúng sinh thật có tội lớn, và từ bi với chúng sinh thật có phước lớn. Như từ bi phá sân hận, bố thí phá sân tham, tuy hai việc đều không thật mà có thể phá nhau. Thế nên Phật nói các pháp không có sở hữu căn bản chắc thật như mảy lông. Để chứng minh việc ấy nên Phật ví dụ như ở nhà mộng, như ở trong mộng mà hưởng thọ cái vui năm dục. Ý Tu Bồ Đề muốn nói, nếu hết thể pháp rốt ráo không, không có tính sở hữu, cớ sao này hiện có mắt thấy tai nghe pháp. Vì thế mà Phật nói ví dụ như mộng, như người do sức mộng nên tùy việc không thật mà mỗi mỗi có nghe thấy, chỗ giận chỗ mừng vân vân, người thức ở một bên thải cũng không thấy gì. Như vậy phàm phu do sức vô minh điên đảo nên vọng thấy có, còn thánh nhân giác ngộ thải không thấy gì. Hết thảy pháp hoặc hữu lậu vô lậu hoặc hữu vi vô vi đều không thật, vì hư dối nên có nghe thấy. Lại như trong mộng thấy qua lại sáu đường sinh tử, thấy Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán, trong mộng không thật có các việc ấy mà mộng vẫn thấy, trong mộng không thật có sạch nhơ, nghiệp quả báo sáu đường cũng như vậy. Vì nhân duyên điên đảo nên tạo nghiệp, nghiệp và quả báo cũng không, chỉ vì chữ điên đảo mà gọi là đạo. Điên đảo không thật nên đạo cũng không thật. Tượng trong gương, tiếng vang sóng nắng cho đến như huyễn hóa cũng vậy. Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, trong pháp ấy có kẻ nhơ kẻ sạch chăng? Ý Tu Bồ Đề nói, hết thảy pháp vô ngã, thời làm sao có kẻ nhơ kẻ sạch? Thế cho nên trả lời không, Phật dạy nếu không có người chịu nhơ sạch, vậy nên nhơ sạch cũng không có. Hỏi, nếu phân biệt các pháp theo như trong A Tỳ Đàm nói, thấy có nhơ có sạch, chỉ người chịu nhơ chịu sạch không có, phiền não ba độc là nhơ, ba môn giải thoát, các pháp trợ đạo là sạch. Đáp, tuy có nói như vậy mà việc ấy không đúng. Vì nếu không có chúng sinh, thời pháp nhơ sạch thuộc về cái gì? Cũng không có người làm. Nếu không có người làm, cũng không có pháp làm. Nếu không trói, nên không trói không mở. Như người sợ bị lửa đốt mà tránh xa, chứ chẳng phải lửa tránh lửa. Chúng sinh cũng như vậy, sợ khổ năm uẩn nên lìa bỏ, chẳng phải khổ lìa khổ. Nếu không có người nhơ người sạch, thời giải thoát cũng không có. Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên, vì ở trong ngã và ngã sở mà chúng sinh chịu nhơ chịu sạch. Vì ngã rốt ráo không có nên nhơ sạch không có chỗ trú, chỗ trú không có nên không nhơ không sạch. Hỏi, ngã tuy không có mà ngã kiến thật có, phàm phu ở nơi đó khởi lên các phiền não. Đáp, nếu không có ngã thể ngã kiến không có chỗ duyên, không có chỗ duyên thể làm sao phát sinh ngã kiến. Hỏi, tuy không có ngã song đối với năm uẩn có tà hạnh, cho là có ngã nên sinh ngã kiến, và năm uẩn là ngã ngã sở. Đáp, nếu cho năm uẩn chắc chắn là nhân duyên sinh ra ngã kiến, vậy đối với năm uẩn của thân người khác cớ sao không sinh ra ngã kiến? Nếu đối với thân người khác sinh ngã kiến thể là rối loạn lớn, thế nên ngã kiến không có nơi chỗ nhất định, chỉ vì điên đảo mà phát sinh. Hỏi, nếu vì điên đảo mà phát sinh thầy cớ sao chỉ đối với thân mình sinh ra ngã kiến? Đáp, vì điên đảo cuồng quấy nên không nên tìm sự thật của nó. Lại từ sinh tử vô thỉ lại đây, tự mình đối với thân năm uẩn tương tục mà sinh ra chấp trước. Thế nên Phật nói chúng sinh tâm trụ vào chấp ngã nên chịu nhơ sạch. Lại thật thấy là không có nhơ không có sạch. Nếu ngã chắc chắn thấy thật có, thời nên có nhơ sạch. Còn như thấy thật thấy là không nhơ không sạch, vì nhân duyên ấy nên không nhơ không sạch. Thấy không nhơ không sạch là thấy thật tướng các pháp.
Lại vì đối với thật tướng các pháp không có chấp trước, thế nên không như. Thật tướng các pháp không có tướng có thể chấp thủ, nên cũng không sạch. Lại nữa, đối với tám phần thánh đạo, vân vân không chấp trước, ấy gọi là không sạch. Trừ các phiền não như chấp trước điên đảo vân vân, ấy gọi là không như. Giải thích phẩm bình đẳng thứ 86 có bản ghi phẩm kiến thật, kinh Đại Bát Nhã Hội Hài ghi phẩm thật thuyết thứ 84, kinh Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn thấy như thật là không có nhơ không có sạch, thấy không như thật cũng không có nhơ không có sạch. Vì sao? Vì hết thảy pháp tính không có sở hữu. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp không có sở hữu, không có nhơ không có sạch. Trong pháp có sở hữu cũng không có nhơ không có sạch. Trong pháp không có sở hữu, có sở hữu cũng không có nhơ không có sạch. Bạch Đức Thế Tôn, vì sao nói như thật là không nhơ không sạch, nói không như thật cũng không nhơ không sạch? Phật bảo Tu Bồ Đề, vì các pháp ấy tướng bình đẳng nên ta nói sạch. Thế nào là các pháp bình đẳng? Đó là như như, không khác, không cuống. Pháp tướng, pháp tính, pháp trụ, pháp vị thật tế, dù có Phật hay không có Phật, thật pháp tính ấy vẫn thường trú, ấy gọi là sạch. Vì đây theo thế đế nên nói, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa thể vượt qua hết thảy ngôn ngữ âm thanh luận nghị. Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không không thể nói, như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh, như huyễn, như hóa, thầy Bồ Tát làm thế nào dùng pháp như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh, như huyễn, như hóa ấy? Căn gốc chắc thật không có, thầy làm sao phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Nguyện rằng ta sẽ đầy đủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, ta sẽ đầy đủ thần thông ba la mật, thí ba la mật, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, ta sẽ đầy đủ ba môn giải thoát, tám bội xả cho đến 18 pháp không chung, ta sẽ đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình, các môn đà la ni, các môn tam muội, ta sẽ phóng hào quang lớn chiếu khắp mười phương, biên tâm các chúng sinh theo điều thích ứng thuyết pháp. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các pháp ông nói đó như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh trăng, năm thần thông, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, như huyễn, như hóa trăng. Tu Bồ Đề thưa, phải vậy, Bạch Thế Tôn. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, pháp hư vọng không thật, không thể đầy đủ thí ba la mật cho đến 18 pháp không chung. Hành pháp hư vọng không thật ấy không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều do ước tưởng suy nghĩ tạo tác, dùng pháp tạo tác và suy nghĩ ước tưởng ấy không thể được trí nhất thiết chủ. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp có thể làm trợ đạo, không thể tăng ích quả vị kia. Nghĩa là các pháp ấy không sinh, không xuất, không tướng. Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây làm các nghiệp lành hoặc bố thí cho đến trí nhất thiết chủ. Vì sao? Vì biết các pháp đều như mộng cho đến như hóa. Các pháp như vậy không đầy đủ thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủ, không thể thành tựu được tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát làm các nghiệp lành như thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng, biết như mộng cho đến như hóa, cũng biết chúng sanh như đi trong mộng cho đến biết như đi trong hóa. Bồ Tát không chấp thủ bát nhã ba la mật là pháp có, dùng không chấp thủ ấy nên được trí nhất thiết chủng, biết các pháp như mộng không có chỗ chấp thủ, cho đến các pháp như hóa không có chỗ chấp thủ. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là tướng không thể chấp thủ. Thiền ba la mật cho đến 18 pháp không chung là tướng không thể chấp thủ. Bồ Tát biết hết thảy pháp là tướng không thể chấp thủ rồi, phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì hết thảy pháp tướng không thể chấp thủ, không có căn bản chắc thật, nên như mộng cho đến như hóa, dùng pháp tướng không thể chấp thủ, không được pháp tướng không thể chấp thủ. Chỉ vì chúng sinh không biết không thấy các pháp tướng như vậy, nên Bồ Tát cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây có bố thí gì? Đều vì hết thảy chúng sinh, cho đến có tu tập trí tuệ đều vì hết thảy chúng sinh, không vì thân mình. Bồ Tát không vì việc gì khác nên cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ vì chúng sinh. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật thấy chúng sinh không có chúng sinh, trú trong tướng chúng sinh cho đến không có kẻ biết kẻ thấy, trú trong tướng biết thấy, khiến chúng sinh xa lìa điên đảo, xa lìa rồi an trú trong tính cam đồ, an trú trong ấy không có vọng tưởng, cho rằng đó là tướng chúng sinh cho đến tướng kẻ biết kẻ thấy. Khi ấy Bồ Tát đều xả hết tâm động, tâm nhớ nghĩ, tâm hí luận, thường hành tâm không động, tâm không nhớ nghĩ, tâm không hí luận. Nhờ sức Phật ấy nên Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, tự mình không có dính mắc, cũng dạy hết thảy chúng sinh, khiến không được dính mắc.
Ở đây nói theo nghĩa thế đế chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi Thế Tôn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được các Phật pháp do thế đế nên được hay do đệ nhất nghĩa đế nên được? Phật dạy do thế đế mà nói Phật được pháp ấy, chứ trong pháp ấy không có pháp có thể được và không có người ấy được pháp ấy. Vì sao? Có người ấy được pháp ấy thời là có sở đắc lớn, dùng hai sở đắc ấy thời không có đạo, không có quả. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu hành hai pháp ấy không có đạo, không có quả, thời hành không hai pháp có đạo, có quả chăng? Phật dạy, hành hai pháp không có đạo, không có quả. Hành không hai pháp cũng không có đạo, không có quả. Nếu không có hai pháp và không có không hai pháp tức là đạo, tức là quả. Vì sao? Vì dùng pháp như vậy được đạo, được quả, hay dùng pháp như vậy không được đạo, không được quả đều là hí luận. Trong các pháp bình đẳng không có hí luận, tướng không có hí luận là tướng bình đẳng của các pháp. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tính sở hữu, thời trong ấy cái gì là bình đẳng? Phật dạy, nếu không có pháp có, không có pháp không, cũng không nói tướng các pháp bình đẳng, trừ bình đẳng lại không có pháp khác. Lìa ngoài tướng bình đẳng của hết thảy pháp, bình đẳng là hoặc phàm phu hoặc thánh nhân, không thể hành, không thể đến. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, cho đến Phật cũng không thể hành, không thể đến ư? Phật dạy, các pháp ấy bình đẳng, hết thảy thánh nhân đều không thể hành, cũng không thể đến. Đó là các tu đà hoàn cho đến A-la-hán, Bích Chi Phật, các Bồ Tát và Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Phật là bậc có sức tự tại hành đối với tất cả pháp, vì sao nói Phật không thể hành, không thể đến? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu chư Phật với pháp bình đẳng có khác nhau, thời ông nên hỏi như vậy. Này người phàm phu bình đẳng, các tu đà hoàn cho đến A La Hán Bích Chi Phật, các Bồ Tát chư Phật và thánh pháp đều bình đẳng, một bình đẳng không có hai, nghĩa là người phàm phu và tu đà hoàn cho đến Phật, hết thảy pháp ấy chọn đều không thể có được. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu trong các pháp bình đẳng đều không thể có được, đây là phàm phu cho đến đây là Phật, như vậy thời người phàm phu tu đà hoàn cho đến Phật không có phân biệt. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, trong các pháp bình đẳng không có phân biệt, đây là phàm phu, là tu đà hoàn cho đến Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu không có phân biệt những người phàm phu, tu đà hoàn, Bích Chi Phật, vân vân. Thời vì sao phân biệt có tam bảo xuất hiện ở thế gian là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật dạy, ý ông nghĩ sao, tam bảo và các pháp bình đẳng có khác nhau chăng? Tu Bồ Đề đáp, như còn theo Phật được nghe Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo cùng với các pháp bình đẳng không có sai khác. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo là bình đẳng, pháp ấy đều không hợp, không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ một tướng tức là vô tướng. Phật có lực ấy nên có thể phân biệt xứ sở các pháp vô tướng. Đây là phàm phu, đây là tu đà hoàn, cho đến đây là Bích Chi Phật, đây là Bồ Tát, đây là chư Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không phân biệt các pháp, nên biết đây là địa ngục, đây là ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, trời bốn thiên vương cho đến trời tha hóa tự tại, trời phạm thiên cho đến trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng, là bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, là nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, là mười lực của Phật cho đến 18 pháp không chung chăng? Tu Bồ Đề đáp, không biết, bạch Thế Tôn. Vì thế này Tu Bồ Đề, nên biết Phật có ân lớn, Phật đối với các pháp bình đẳng không lay động mà phân biệt các pháp. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như Phật đối với các pháp bình đẳng không lay động, người phàm phu đối với các pháp bình đẳng không lay động, tu đà hoàn cho đến Bích Chi Phật cũng đối với các pháp bình đẳng không lay động. Nếu tướng các pháp bình đẳng tức là tướng phàm phu, tức là tướng tu đà hoàn cho đến chư Phật, tức là tướng bình đẳng, nhưng này các pháp mỗi mỗi tướng có sai khác. Sắc tướng khác, thọ tưởng hành thức tướng khác, mặt tài mũi lưỡi thân ý tướng khác, đất tướng khác, nước lửa gió không thức tướng khác, tham dục tướng khác, sân nhuế ngu xì tà kiến tướng khác, thiền tướng khác, tâm vô lượng tướng khác, định vô sắc tướng khác, bốn niệm xứ tướng khác cho đến tám phần thánh đạo tướng khác, thí ba la mật tướng khác cho đến bát nhã ba la mật tướng khác, bàn môn giải thoát 18 không, mười lực của Phật bốn điều không sợ, bốn trí không ngại 18 pháp không chung, tính pháp hữu vi, tính pháp vô vi tướng khác, phàm phu tướng khác cho đến Phật tướng khác, các pháp có mỗi mỗi tướng khác. Thời làm thế nào Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật
phân biệt đối với các pháp tướng khác mà không khởi phân biệt. Nếu không khởi, thời không thể hành bát nhã. Nếu không hành bát nhã, thời không thể từ một địa đến một địa. Nếu không thể từ một địa đến một địa, thời không thể vào Bồ Tát vị. Nếu không vào Bồ Tát vị, thời không thể vượt qua địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật. Vì không thể vượt qua địa vị Thanh Văn Bích Chi Phật nên không thể đầy đủ thần thông ba la mật. Không thể đầy đủ thần thông ba la mật nên không thể đầy đủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật cũng dường chư Phật, ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành. Dùng căn lành ấy có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề như lời ông hỏi, tướng các pháp ấy cũng là tướng phàm phu, cũng là tướng tu đạo hoàng cho đến Phật. Bạch Đức Thế Tôn, các pháp ấy mỗi mỗi tướng khác nhau, nghĩa là tướng sắc khác, cho đến tướng pháp hữu vi vô vi khác. Làm thế nào Bồ Tát quán một tướng mà không khởi phân biệt? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tướng sắc không chăng? Cho đến tướng Phật không chăng? Thật không, Bạch Thế Tôn. Này Tu Bồ Đề, trong không, tướng mỗi mỗi pháp có thể có được chăng? Nghĩa là có thể có được tướng sắc cho đến tướng chư Phật. Tu Bồ Đề thưa, không thể có được. Phật dạy, vì nhân duyên ấy, nên biết trong các pháp bình đẳng, chẳng phải phàm phu cũng chẳng phải địa phàm phu, cho đến chẳng phải Phật cũng chẳng phải địa Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật, bình đẳng ấy là pháp hữu vi hay pháp vô vi? Phật dạy, chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải pháp vô vi. Vì sao? Vì địa pháp hữu vi, thời pháp vô vi không thể có được. Địa pháp vô vi, thời pháp hữu vi không thể có được. Này Tu Bồ Đề, tính hữu vi vô vi, hai pháp ấy không hợp, không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ một tướng tức là vô tướng. Và do thế đế nên nói, chẳng phải do đệ nhất nghĩa đế. Vì trong đệ nhất nghĩa, không có thân hành, không có miệng hành, không có ý hành, cũng chẳng lìa thân miệng ý hành mà được đệ nhất nghĩa. Các pháp hữu vi vô vi ấy tướng bình đẳng tức là đệ nhất nghĩa. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, đối với đệ nhất nghĩa không lay động mà hành việc của Bồ Tát là ích chúng sinh. Luận, Tu Bồ Đề suy nghĩ, Phật đáp người thật thấy và người vọng thấy không khác nhau, ví như hai sạch đều thấy không có. Suy nghĩ rồi hỏi Phật rằng, người thấy thật không như không sạch, người thấy không thật cũng không như không sạch, vì hết thảy pha tính không có sở hữu, trong không có sở hữu không như không sạch. Trong có sở hữu cũng không nhơ không sạch, vì trong không có sở hữu là đoạn diệt kiến nên chẳng nên có nhơ sạch. Trong sở hữu là thường kiến chẳng nên có nhơ sạch. Nếu trong sở hữu chắc chắn là có, thời không tự nhân duyên sinh, vì không tự nhân duyên sinh nên thường, vì thường nên không có nhơ sạch. Tu Bồ Đề bạch Phật, thật thấy và không thật thấy nghĩa ấy thế nào? Phật dạy, nhơ và sạch tuy không có tướng riêng có thể nói, song vì các pháp bình đẳng nên gọi là sạch. Nếu phân biệt nói tướng như sạch, việc ấy không đúng, vì hết thảy pháp bình đẳng nên ta nói là sạch. Phật bảo Tu Bồ Đề, thật tướng các pháp là như như, pháp tính, pháp trụ, pháp vị, thật tế là bình đẳng. Bồ Tát vào trong bình đẳng ấy, thời tâm không thường ghét. Pháp ấy dù có Phật hay không có Phật vẫn thường trú, các pháp tạo tác đều là hư vọng. Thế nên nói pháp không có tạo tác, dù có Phật hay không có Phật vẫn thường trú. Người nghe tâm liền sinh ra chấp thủ tướng, chấp trước các bình đẳng ấy. Như người lấy tay chỉ mặt trăng, kẻ không biết chỉ xem ngón tay mà cho là xem mặt trăng. Thế nên Phật nói tướng các pháp bình đẳng cũng như vậy, đều là theo thế đế mà nói, thế đế chẳng thật, chỉ vì muốn được việc nên nói. Thí như lấy vàng đổi cỏ, người không biết nói vì sao lấy quý đổi hèn. Đáp rằng, vì tôi cần dùng nói, nghĩa bình đẳng ấy không thể nói, hết thảy ngôn ngữ danh từ, âm thanh đều dứt. Vì sao? Vì các pháp bình đẳng là tướng tịch diệt, không có hí luận, chỉ ở trong tâm tác loạn giác quán, vì có ngữ ngôn nên có nói. Tu Bồ Đề theo Phật nghe nói tướng các pháp bình đẳng, hiểu được ý chỉ, nên vì các hàng Bồ Tát mới phát tâm mà hỏi rằng, Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không không thể nói như mộng cho đến như hóa, thầy Bồ Tát làm thế nào ở trong pháp không có căn bản ấy mà sinh tâm nguyện rằng tôi sẽ đầy đủ thí ba la mật cho đến sẽ vì chúng sinh như điều họ mong muốn mà thuyết pháp? Phật đáp bằng cách hỏi ngược lại Tu Bồ Đề rằng bố thí cho đến muôn đà la ni nói là bình đẳng, thầy các pháp ấy chẳng phải như viễn như mộng chăng? Tu Bồ Đề thưa, thật vậy, các pháp ấy tuy là ích mà không ra khỏi như mộng. Lại hỏi, Bạch Đức Thế Tôn, mộng đều hư dối không thật, Bồ Tát vì cầu thật pháp nên hành bát nhã được Phật đạo,
cớ sao lại hành pháp không thật? Vì pháp không thật không thể hành thí ba la mật. Phật chấp nhận lời Tu Bồ Đề nói, như vậy, pháp bố thí vân vân đều là do suy nghĩ ức tưởng phân biệt mà sinh khởi, thành pháp có tạo tác, không được trú trong pháp như vậy mà thành trí nhất thiết trùng. Tức thời thính chúng tâm sinh giải đãi, thế nên Phật lại nói, hết thảy pháp ấy đều là nhân duyên trợ đạo. Nếu đối với pháp mà tà hạnh sai quấy, ấy gọi là không thật. Nếu chánh hạnh không sai quấy, tức là pháp trợ đạo. Pháp ấy là trợ đạo, không phải là đạo quả. Là pháp hữu vi, đạo cũng là hữu vi, đồng tướng nên giúp ích nhau. Đạo quả là các pháp thật, không xuất không sinh, một tướng là vô tướng, tịch diệt niết bàn. Thế nên đối với niết bàn, pháp ấy không có giúp ích. Như mưa đúng thời giúp ích cây cỏ, giúp ích không giúp ích hư không. Do vậy, Bồ Tát biết pháp trợ đạo và đạo quả ấy từ khi mới phát tâm, lại đây tu các pháp lành, bố thí, vân vân, biết đều là rốt ráo không, như mộng cho đến như hóa. Hỏi, nếu Bồ Tát biết thật tướng các pháp, thầy cần gì tu bố thí? Đáp, trong đây Phật tự nói, bố thí vân vân không đầy đủ thì không thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh. Bồ Tát trang nghiêm thân và dùng âm thanh ngôn ngữ được sức thần thông của Phật, dùng các sức phương tiện mới có thể dẫn dắt chúng sinh. Thế nên Bồ Tát vì thành tựu tuệ giác cho chúng sinh nên hành thí ba la mật, cũng không thủ tướng thí ba la mật, hoặc có hoặc không có tướng, cũng không hí loạn các pháp như mộng, chánh hành cho đến được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật không thể thủ tướng, cho đến 18 pháp không chung cũng không thể thủ tướng. Vì biết hết thảy pháp không thể thủ tướng nên phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩ rằng hết thảy không có căn gốc, không thể thủ tướng như mộng cho đến như hóa. Vì pháp không thể thủ tướng, không thể được pháp không thể thủ tướng, chỉ vì do chúng sinh không biết pháp ấy nên ta vì chúng sinh ấy có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm lại đây, có bố thí gì đều vì chúng sinh, nghĩa là làm pháp lành bố thí vì hết thảy chúng sinh nên tu, chứ không vì thân mình. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, không vì các việc khác mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà chỉ vì chúng sinh. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát xa lìa tâm thương xót chúng sinh, chỉ hành bát nhã ba la mật mà cầu thật tướng các pháp, thời hoặc bị rơi vào tà kiến, người ấy chưa được nhất thiết trí mà cầu việc nhất thiết trí. Tâm chưa nhu nhuyến nên bị rơi vào hai bên, khó được thật tướng các pháp. Thế nên Phật nói, Bồ Tát từ khi mới phát tâm vì thương xót chúng sinh nên tâm chấp trước dần dần mỏng, không hí luận về rốt ráo không. Nếu như bảo không, thời có lỗi này, nếu chẳng không, thời có lỗi kia. Hỏi, như các chỗ khác nói Bồ Tát tự mình làm lợi ích, cũng làm lợi ích chúng sinh, cứ gì trong đây chỉ nói lợi ích chúng sinh, không nói lợi ích mình. Vậy làm lợi ích mình, lợi ích người có lỗi gì? Đáp, Bồ Tát hành các pháp lành đều vì hết thảy chúng sinh, điều ấy là thật. Các nơi khác nói tự mình làm lợi ích cũng lợi chúng sinh, là vì đối với người phàm phu nên nói lời ấy, sau đó họ mới có thể dạy hành đạo Bồ Tát. Người vào đạo có ba bậc hạ, trung và thượng. Bậc hạ chỉ vì tự độ nên hành pháp lành, bậc trung vì mình cũng vì người, bậc thượng chỉ vì người khác nên hành pháp lành. Hỏi, việc ấy không đúng. Bậc hạ chỉ tự vì mình, bậc trung chỉ vì chúng sinh, bậc thượng vì lợi mình và lợi người. Nếu chỉ làm lợi người không thể tự làm lợi mình, thời sao nói là bậc thượng? Đáp, không phải vậy, pháp của thế gian như vậy. Tự cúng dường mình không có phước đức, và tự hại thân mình cũng không mắc tội. Vì lẽ ấy nên tự làm lợi mình, mà hành đạo gọi là bậc hạ. Tất cả người đời chỉ vì tự lợi thân mình, không thể lợi người. Nếu tự vì thân mình mà hành đạo ấy thời là sút giảm, vì tự ưa đắm mình. Nếu có thể tự xả cái vui của mình chỉ vì chúng sinh nên hành pháp lành, mới là bậc thượng. Vì khác với chúng sinh vậy, nếu chỉ vì chúng sinh nên hành pháp lành mà chúng sinh chưa được thuần thục, thời cũng là đầy đủ tự lợi. Nếu lợi ích mình, lại cũng vì chúng sinh, ấy là hành tạp hành. Người cầu Phật đạo có ba hạng, một là chỉ ưa niệm Phật, tự cầu lợi mình được thành Phật, hay là vì thân mình cũng vì chúng sinh, ba là chỉ vì chúng sinh, người ấy thanh tịnh hành đạo, phá được điên đảo chấp ngã. Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật không thấy có chúng sinh, cho đến không có kẻ biết kẻ thấy, an trú trong ấy, kéo chúng sinh đưa đến trú trong tính cam lộ. Tính cam lộ là hết thảy pháp trợ đạo,
Vì sao? Vì hành pháp ấy được đến Niết Bàn, Niết Bàn gọi là tính cam lộ. Trong tính cam lộ ấy, các vọng tưởng chấp ngã vân vân không còn sinh trở lại. Bồ Tát tự mình được không dính mắc, cũng khiến chúng sinh được không dính mắc, ấy gọi là lợi ích chúng sinh bậc nhất. Hỏi, ở trên chỉ nói lợi ích chúng sinh nên hành đạo, đây cớ gì nói tự mình được không dính mắc và khiến chúng sinh được không dính mắc? Đáp, vì bất đắc dĩ. Nếu tự mình không có trí tuệ, thì làm sao làm lợi người? Thế nên trước phải tự mình được có trí tuệ không dính mắc vậy, sau mới dạy người. Nếu công đức có thể đem cho người khác như của cải vân vân, thời chư Phật Bồ Tát đã đem công đức cho chúng sinh, cho đến những người oán tập như Đề Bà Đạt Đa vân vân, vậy sao mới tự mình tu tập công đức? Những việc ấy không thể làm được, không thể mình làm mà người khác được công đức. Đây cũng là nói theo thế tục đế, chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Vì trong đệ nhất nghĩa không có chúng sinh, không có mỗi, không có khác, không có phân biệt các pháp tướng. Trong đề nói không có chỗ dính mắc. Lại nữa, như trước đã nói, tướng không thể nói là đệ nhất nghĩa. Ở đây tướng có thể nói là thế tục. Tu Bồ Đề hỏi, Phật ở đạo tràng được pháp là dùng thế đế được hay dùng đệ nhất nghĩa đế được? Ý Tu Bồ Đề là, nếu dùng thế đế được, tức là hư dối không thật. Nếu dùng đệ nhất nghĩa đế được, thời trong đệ nhất nghĩa không có được, không có người được, nên không thể nói, không thể lãnh thọ. Phật dạy vì theo ngôn ngữ thế tục, nên nói Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong ấy không có người được, không có pháp được. Vì sao? Vì nếu người ấy được pháp ấy, tức là có hai pháp. Mà trong hai pháp, thời không có đạo, không có quả. Hai pháp là Bồ Tát và được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hai pháp như vậy đều nói theo thế đế. Nếu là hai, thời Phật Pháp đâu được không hư dối. Nếu có người không được đệ nhất nghĩa, mà chỉ do hai pháp phân biệt, ấy thời là hư vọng. Chư Phật Bồ Tát do được đệ nhất nghĩa, nên vì độ chúng sinh mà khiến được đệ nhất, tùy phân biệt các pháp mà chẳng phải hư vọng. Tu Bồ Đề hỏi, nếu dùng pháp hai, thời không có đạo, không có quả. Này dùng pháp không hai, nên có đạo có quả chăng? Phật dạy, pháp hai không có đạo không có quả, pháp không hai cũng không có đạo không có quả. Hỏi, chỗ khác nói pháp hai là pháp phàm phu, pháp không hai là pháp hiển thánh, như phẩm pháp môn vào không hai nói ở kinh Tỷ Ma La Cật. Đáp, pháp không hai là pháp chân thật của bậc thánh, hoặc có Bồ Tát mới phát tâm chưa ngộ được thật tướng các pháp, nghe pháp không hai ấy liền thủ tướng sinh chấp trước, nên hoặc khen ngợi hoặc chê bai pháp không hai. Lại Phật ngăn chặn hai bên mà nói chung đạo, nghĩa là chẳng phải hai, chẳng phải không hai. Pháp hai gọi là mỗi mỗi tướng sai khác, pháp không hai gọi là một tướng không. Vì một tướng không ấy phá mỗi mỗi tướng sai khác, phá xong lại bỏ luôn tướng không hai, ấy tức là đạo là quả. Vì sao? Vì các hiển thánh tùy tán thán pháp không hai, song không chấp trước rằng dùng pháp ấy được đạo được quả, hay dùng pháp ấy không có đạo không có quả, tức là hí luận mà không hí luận là pháp bình đẳng. Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu các pháp không có tính sở hữu thì làm thế nào bình đẳng? Phật dạy, như lìa hữu tính và vô tính nên giả gọi là bình đẳng. Nếu Bồ Tát không nói hết thảy pháp có, không nói hết thảy pháp tính, không nói hết thảy pháp tướng để chỉ bày cho chúng sinh, cũng không nói không có pháp, không có pháp tính, không có pháp tướng để chỉ bày cho chúng sinh, cũng không nói lìa hai bên ấy, lại có tướng bình đẳng. Đối với hết thảy chỗ không thủ tướng bình đẳng cũng không lo buồn. Nói rằng không có bình đẳng mà không ngại tu các pháp thiện, ấy gọi là các pháp bình đẳng. Lại nữa, các pháp bình đẳng là vượt qua hết thảy pháp. Hỏi, trước đây mọi nơi đều nói các pháp tức là tướng bình đẳng. Bình đẳng tức là thật tướng các pháp, tên khác mà nghĩa đồng. Như sắc như như, chẳng phải sắc, chẳng phải lìa sắc. Nay cớ sao nói bình đẳng vượt qua hết thảy pháp? Đáp, hết thảy pháp có hai thứ, một là thể của sắc pháp vân vân, hai là hành trong sắc pháp. Thánh nhân hành chân chánh, phàm phu hành tà vậy. Trong đây nói bình đẳng là nói vượt ra ngoài phàm phu, chứ không nói ra ngoài sắc pháp vân vân. Lại, bình đẳng không thể hành, không thể đến. Bấy giờ Tu Bồ Đề kinh ngạc hỏi, Phật cũng không thể hành, không thể đến ư? Ý Tu Bồ Đề là pháp ấy tuy sâu xa, vi diệu khó hành, song việc đó Phật có thể hành được. Phật đáp, từ Tu Đà Hoàn cho đến Phật đều không thể hành, không thể đến. Ý Phật là ba đời mười phương Phật không thể hành, không thể đến, huống nữa là một Đức Phật, vì tính bình đẳng tự nói như vậy. Tu Bồ Đề hỏi,
Phật có sức tự tại hành đối với hết thảy pháp và có trí tuệ không ngại, không chỗ nào không đến. Cớ sao nói Phật không thể hành, không thể đến? Phật đáp, nếu Phật với bình đẳng khác nhau, thời nên có vấn nạn, cớ sao không thể hành, không thể đến? Này phàm phu bình đẳng, Tu Đà Hoàn bình đẳng, Phật bình đẳng, đều là một bình đẳng, không hai, không phân biệt. Phàm phu cho đến Phật tự tính không thể hành trong tự tính, không thể đến trong tự tính, mà tự tính nên hành trong tha tính. Thế nên Phật nói, nếu Phật với bình đẳng sai khác, thể Phật nên hành bình đẳng. Nhưng vì Phật tức là bình đẳng nên không hành, không đến chẳng phải vì trí tuệ ít. Tu Bồ Đề bạch Phật, nếu bình đẳng, thời phàm phu cho đến Phật không thể được khác nhau. Nên này phàm phu và thánh nhân không thể có sai khác. Phật hứa khả cầu của Tu Bồ Đề hỏi, trong bình đẳng không có sai khác, mà vì theo thế đế nên đối với phàm phu có sai khác. Tu Bồ Đề hỏi, nếu phàm phu cho đến Phật không có sai khác, thời vì sao hiện có tam bảo khác nhau ở giữa thế gian làm lợi ích cho chúng sinh? Phật đáp, bình đẳng tức là pháp bảo, mà pháp bảo tức là Phật bảo và tăng bảo. Vì sao? Vì khi chưa được pháp bình đẳng, thời không gọi là Phật. Khi được pháp bình đẳng rồi nên gọi là Phật. Và vì được pháp bình đẳng ấy nên phân biệt có Tu Đà Hoàn vân vân sai khác. Tu Bồ Đề lãnh thọ lời Phật dạy, pháp ấy đều không hợp, không tán, không sắc, không hình, không đối, chỉ một tướng và vô tướng. Duy chỉ có Phật mới có lực đối với không vô tướng mà phân biệt đây là phàm phu, đây là thánh nhân. Này Tu Bồ Đề, nếu chư Phật không phân biệt có pháp ấy, thời làm sao biết địa ngục cho đến 18 pháp không chung? Hỏi, như mặt trời mọc không thể làm cho chỗ cao thành thấp, chỗ thấp thành cao, mà chỉ có thể chiếu sáng vạn vật khiến người có mắt thấy biết. Chư Phật cũng như vậy, không thể chuyển tướng các pháp thế này ra thế khác, chỉ dùng nhất thiết trí chiếu rõ, vì người diễn nói cho họ biết. Cớ sao ông nói nếu không phân biệt các pháp, thời làm sao biết có địa ngục cho đến 18 pháp không chung? Như này mắt hiện thấy có xúc sinh vân vân, người đều biết rõ, cần gì Phật nói? Đáp, Phật tuy không làm ra các việc xấu tốt mà diễn nói việc tốt xấu để chỉ bày cho người, song hiểu biết có hai, một là người phàm phu hiểu biết một cách hư vọng, hai là hiểu biết một cách như thật. Tướng xúc sinh vân vân là phàm phu hiểu biết hư vọng. Phật vì hiểu biết thật tướng nên nói Phật không phân biệt các pháp, cớ sao biết có địa ngục vân vân. Lại nữa, pháp của chư Phật tướng thường tịch diệt, không có hí luận. Trong đây nếu phân biệt có tướng địa ngục vân vân, thời không gọi là tướng tịch diệt, không hai, không có hí luận, nên biết, tùy Phật biết tướng tịch diệt không hai, cũng có thể từ trong tướng tịch diệt phân biệt các pháp mà không rơi vào hí luận. Biết thật tướng các pháp, thời tùy mắt thấy xúc sinh vân vân, cũng không thể như thật biết tướng đó. Như châu, sừng, chân, đuôi, các phần ấy hòa hợp có tướng châu, sinh ra là một, các phần kia là nhiều. Châu là một, một không thể làm nhiều, nhiều không thể làm một. Có người nói, vậy là sai. Nói vậy là sai vì trừ các phần ra ngoài nên còn có châu, có sức cử động, có thể thấy được. Các phần của châu hòa hợp sinh ra, mà châu không khác với các phần ấy. Vì sao? Vì thấy các phần ấy hợp gọi là thấy châu, chứ không thấy vật khác gọi là thấy châu. Khác là phá một, một là phá khác. Chẳng một chẳng khác là phá một khác. Nếu không có một khác, thời làm sao có chẳng một chẳng khác? Nếu vào trong các pháp bình đẳng, thời bấy giờ mới như thật biết được các pháp, không nói hai đế, thời làm sao khéo nói tướng xúc sinh vân vân. Nghĩa là đối với pháp bình đẳng bất động mà phân biệt các pháp. Bất động là khi phân biệt các pháp không chấp trước tướng một tướng khác. Tu Bồ Đề bạch Phật, như Phật đối với các pháp bình đẳng bất động, Bích Chi Phật đối với các pháp bình đẳng cũng bất động. Vì sao? Vì tướng chư Phật bình đẳng cho đến tướng phàm phu cũng bình đẳng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy, Phật làm thế nào phân biệt các pháp sắc khác, tính sắc khác, thọ tính khác, cho đến tính hữu vi vô vi khác? Nếu không phân biệt các pháp khác, thầy Bồ Tát khi hành Bát Nhã không được từ một địa đến một địa cho đến làm nghiêm tịnh cõi Phật. Phật dạy, ý ông nghĩ sao? Suy tìm sắc tướng là không chăng? Bạch Đức Thế Tôn, thật không. Trong không có pháp khác chăng? Thưa không. Vì sao? Vì rốt ráo không. Vì trí tuệ vô tướng có thể hiểu được, thời trong ấy làm sao có tướng khác? Này Tu Bồ Đề, nếu trong không không có tướng khác, không bèn là thật. Thế thời ông vì sao đối với không phân biệt tướng các pháp mà vấn nạn? Trong rốt ráo không, không cũng không thể có được, mỗi mỗi tướng cũng không thể có được. Cớ sao ông đem các không mỗi mỗi tướng mà vấn nạn? Do nhờ duyên ấy nên biết,
Trong các pháp bình đẳng, vì không có phân biệt nên không có người phàm phu. Chỉ vì người phàm phu không phải là thật tướng, cũng không địa thật tướng, mà thật tướng phàm phu tức là tướng thánh nhân. Thế nên nói không chỉ phàm phu không lìa phàm phu, cho đến Phật cũng như vậy. Tu Bồ Đề vì tướng bình đẳng mà có lợi ích lớn nên muốn biết tướng nhất định của bình đẳng mà hỏi Phật. Tướng bình đẳng ấy là hữu vi hay vô vi? Phật dạy, chẳng phải hữu vi cũng chẳng phải vô vi. Vì sao? Vì nếu là hữu vi, thời đều là pháp tạo tác hư vọng. Nếu là vô vi, thời pháp vô vi không có sinh trụ diệt, cho nên không có pháp. Vì không có pháp nên không được gọi là vô vi, mà nhân hữu vi nên có vô vi. Như trong kinh đầy nói, lìa hữu vi, thời vô vi không thể có được. Như lìa dài không có ngắn, đó là nghĩa đối đãi. Hỏi pháp hữu vi là vô thường, pháp vô vi là thường. Cớ sao nói lìa hữu vi thể vô vi không thể có được? Đáp, vì pháp vô vi không có phân biệt nên không có tướng. Nếu nói tướng thường, thời không được nói là không tướng. Phá pháp hữu vi nên gọi là vô vi, chứ không phải có pháp vô vi riêng biệt. Như người bị nhốt trong lao ngục nên đục vách thoát ra. Chỗ vách đục trống là trống không, chứ không có trống không nào khác. Chỗ trống không ấy cũng chẳng từ nhân duyên sinh. Pháp vô vi cũng như vậy. Trong pháp hữu vi trước có tính hữu vi mà phá hữu vi tức là vô vi. Thế nên nói lìa hữu vi thời vô vi không thể có được. Tính hữu vi vô vi ấy đều không hợp không tán, chỉ một tướng tức là vô tướng. Phật theo nghĩa thế đế nên nói việc ấy chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì Phật tự nói nhân duyên. Trong đệ nhất nghĩa không có thân hành, miệng hành, ý hành. Trong hữu vi vô vi bình đẳng ấy cũng không chấp trước tướng một, nên Bồ Tát đối với đệ nhất nghĩa bất động mà làm lợi ích chúng sinh. Vì sức phương tiện nên dùng mỗi mỗi nhân duyên vì chúng sinh thuyết pháp. Hết cuốn 95 theo bản Hán.